Tiếp tục chúng tôi sẽ đi sâu vào cái phương pháp trợ niệm cho người vãng sanh. Lời căn dặn dự bị lúc lâm chung, chút nữa sẽ mang ra phát quý vị trước khi đi về. Ở trong này ai không lấy giơ tay cho biết. Vậy là lấy hết phải không? Rồi. Có một cô đó, cô nói thưa thầy, con năm nay cũng 62 tuổi mà con được có người yêu mới, cho hồi 62 tuổi mà mới ở bên Cali, lâu lâu cũng về cũng dắt con đi Nha Trang đi chơi đồ này nọ, cho nên thành ra cuộc đời con gặp chú gặp cái ông này cũng hạnh phúc lắm. Cho nên thành ra cuộc đời của con bây giờ con đợi chừng nào cũng đi tham quan chơi, đi nước này nước nọ xong hết, nghe nói ổng cũng giàu bên này lắm, rồi con vãng sanh cũng được. Thầy kêu nếu mà thầy sợ cô như vậy đến lúc đó cô không kịp đi á, cô kêu Phật A Di Đà có 48 lời nguyện, mà lời nguyện thứ 18 là 10 niệm vãng sanh, bây giờ con đi cho đã rồi đó, rồi lúc đó con A Di Đà Phật, A Di Đà Phật 10 lần là vãng sanh chứ có gì đâu khó thầy. Bây giờ thấy được không? 10 niệm mà không đủ thiện căn phước đức, quý vị vẫn ở lại lớp. Nhớ chỗ này, bất thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bỉ quốc. Không thể dùng một chút xíu thiện căn phước đức nhân duyên mà sanh về nước ta. Nước ta là nước cực lạc. Chúng tôi mới nói thôi vậy cô lên chùa thầy nấu ăn đồ cho thầy. Lúc đó cũng ít các cụ, có ba chúng tôi với ít Phật tử mới mở pháp hội năm 2007. Thì 2008 là chúng tôi làm phòng vãng sanh rồi. Thì cô cũng thỉnh thoảng cô lên. Thì cô lên cô thấy cái phòng vãng sanh, cô nói thầy, thầy đừng có kêu con vô hộ niệm nha. Hỏi sao vậy? Cái cuộc đời của con chưa muốn chết cho nên con không muốn niệm cho ai chết. Thì chúng tôi mới kêu thôi giờ chúng tôi, thầy có món quà tặng cho cô. Hỏi món quà gì? Mà kêu thôi cứ mang về nhà để rồi biết. Thì chúng tôi để cái tờ lời căn dặn lúc lâm chung á. Mà lúc đó sao mình đọc địa chứ biết người ta đã không muốn chết mà đưa lời căn dặn vô. Với cái gì nữa biết không? Cái mình quang minh. Thầy bỏ vô thầy gói lại. Trời ơi thầy kêu bữa nay được thầy dắt nhàn tặng quà là quý lắm, bởi đi khoe khắp nơi hết trơn. Mà khoe mấy Phật tử vòng vòng mấy bà kia kêu mở ra coi thử coi cái gì, kêu không, thầy kêu về nhà mới được mở. Kêu, trời ơi, tôi sao không được thầy tặng mà tôi không được thầy tặng mà sao bà tặng, thôi cho tôi coi cái gì tôi coi thử coi, không nói lại với thầy đâu. Cái tối tối mấy bà sợ thầy thấy đóng cửa lại hai người ngồi coi, bà mở ra bà thấy cái mền quang minh, bà té ngửa bà la. Bà la bà muốn ngất xỉu luôn quý vị, trời ơi, không biết bà sợ giáng sanh gì đâu mà dữ vậy trời. Bà thấy cái mền quang minh cái bà la hét lên vậy đó, bà tưởng mình đưa cái mền đó bà chết liền vậy đó. Bà lên bà chỉ, bữa nó hết con rồi, bà xưng tôi thôi, tôi nói. Bà lên bà chỉ thầy, tôi nói thiệt cho thầy biết thầy thì chù tôi chết phải không? Tôi không bao giờ lên chùa thầy nữa. Mới có được ông bồ người 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 yêu mới mà thầy bắt con chết. Bà kêu bà mới có người yêu mới từ hồi nhỏ giờ bà không biết sao bà yêu bao nhiêu người mà bây giờ bà kêu mới có người yêu mới mà bà bắt thầy bắt tôi chết. Tôi thù thầy lắm, tôi trả lại thầy ăn đi. Bà bực quá bà kêu thầy ăn cái mình quang minh. Đúng bà. Thì những người này cái lúc thọ mạng hết họ vãng sanh được không? Khó lắm. Vì sao vậy? Họ chưa muốn mà thọ mạng hết thì họ vẫn gì? Họ vẫn phải làm người nếu đủ phước ngăn, nếu đủ phước ngăn, còn không họ vẫn bị đọa lạc. Cho nên thầy phải căn dặn trước cái tờ này. Chứ để mà chút nữa thầy phát ra quý Phật tử nói con không muốn vãng sanh mà thầy phát cái là chết thầy nữa. Mà cô này là mà không biết cô thù dai ngang đến bữa nay cô không lên chùa nữa. Quý vị. Mà chúng tôi tưởng bà làm như vậy là cổ hết sợ ngang mà cổ càng sợ nữa. Cho nên mà mỗi lần chúng tôi phát cái này là chúng tôi nhớ lại cái cô này, chúng tôi phải phải hỏi kỹ lắm. Hồi nãy ai không thích giơ tay để chúng tôi khỏi phát, mà không ai giơ là phát hết. Đúng không? À, thì cái tờ này nó như vậy. Thế danh
thế danh Trần Văn Hơn, pháp danh Thích Giác Nhàn. Nhớ nha. Một đời của tôi học một đời của mẹ học một đời của cha, nó chấm 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 á mà. Về đã biết điền vô nha. Chuyên niệm Phật A Di Đà được nhiều lợi ích tốt lành các con các cháu. Nếu thật sự có lòng hiếu thảo thì phải giúp mẹ hoặc cha hoặc ông hoặc bà ha. Vãng sanh về thế giới Cực Lạc, đến đó mới thật sự được hưởng niềm an vui thanh tịnh vĩnh viễn, đi và về tự do tự tại. Vì sao? Vì họ có thầm túc thông. Lúc đó đi về tự do tự tại. Còn bây giờ đi á, phải cần có máy bay, mà nó trễ máy bay đi không được, đâu có tự tại đâu, đúng không? Còn đi hai cái chân nó nhức nó mới chết. Tội nghiệp. Nha. Các con phải biết con người khi sắp tắt thở đau đớn giống như con rùa bị lột mai, vô cùng đau khổ. Nếu các con thật lòng muốn cho chúng tôi chết tốt lành thì mong toàn thể các vị phải vì tôi mà hoàn thành tốt những tâm nguyện sau đây. Khi thấy bệnh tình gần lúc hấp hối, chớ bao giờ đụng đậy hoặc di chuyển cơ thể của tôi. Không than vãn, chỉ cần vì tôi mà thành tâm niệm A Di Đà Phật, cầu Phật tiếp dẫn cho tôi vãng sanh về Cực Lạc. Nếu như tôi bị hôn mê bất tỉnh, hơi thở sắp tắt, xin đừng mời bác sĩ đến chích thuốc trợ tim, làm hô hấp nhân tạo hoặc những việc cấp cứu khác để tránh làm cho tâm thần của tôi bị động, vì gia tăng thêm sự đau khổ của tôi. Các con cần phải giữ yên lặng, một lòng vì tôi mà niệm Phật, như vậy mới là người con người cháu hiếu thảo. Trong lúc tôi lâm chung, xin liên lạc và giao cho ban hộ niệm, thỉnh mời ban hộ niệm mọi việc đều phải nghe theo lời hướng dẫn của họ, không được làm trái ngược. Nếu ban hộ niệm vô nói bây giờ gia đình tôi niệm Phật, phải để tôi niệm 12 tiếng thọ tướng đẹp, hoặc giả là 16 tiếng thọ tướng đẹp ra đi, hoan hỷ, mắt không mở, không trợn, miệng không há, thân thể đẹp, mềm mại, thọ tướng tốt, thì lúc đó tôi giao lại cho gia đình coi liệm gì cũng được, hoặc là coi giờ tẩn liệm cũng được. Thì lúc đó mình hứa hẹn. Nhưng khi cha mẹ mình mất rồi, những người khác vô, thôi ban hộ niệm đi, Phật tử mà hộ niệm cái gì, mời thầy đến cúng mới linh chứ, coi ngày giờ tốt mới được, thì cái này là không giao cho ban hộ niệm hết này. Hiểu không? Cho nên ban hộ niệm trong này, khi chúng ta đi hộ niệm là chúng ta phải nói cho rõ ràng. Tình thất chúng tôi khi mà mang về chùa là không có trường hợp này xảy ra, thường ở nhà nó mới có trường hợp này. Đó. Lâm chung liên lạc với ban hộ niệm, thỉnh mời ban hộ niệm mọi việc đều phải nghe theo lời hướng dẫn của họ, không được trái ngược. Sau khi tôi tắt thở 24 giờ đồng hồ, cái này ai nói cái điều này? Lý Bỉnh Nam nói, sau 24 tiếng đồng hồ mới được làm gì làm nha. Muốn kỹ á, chứ không phải 8 tiếng đâu à. Lắng nghe cho kỹ nha. Sau 24 tiếng, cho nên tất cả những người mất ở tại Pháp hội chúng tôi đều qua sau 24 tiếng. Phải giữ tiếng niệm Phật không gián đoạn. Toàn thể gia đình có thể luân phiên họ nhau hộ niệm, bởi vì sự hộ niệm trong giờ phút này đối với tôi là sự giúp đỡ vô cùng to lớn, cho nên phải vì tôi mà niệm A Di Đà Phật. Những việc tang lễ phải chờ qua sau 24 giờ đồng hồ mới làm. Đối với việc thay quần áo, nhập liệm vân vân, phải sau 24 giờ mới được mời nhà hoàng tới. Nếu khí hậu oi bức, nóng nực, e có mùi hôi, các con có thể đốt nhang trầm hoặc để nước đá bên cạnh. Tất cả mọi sự cúng tế, đãi khách toàn bộ dùng chay. Cái này hay. Tuyệt đối không được sát sanh, hầu tránh gia tăng thêm nghiệp tội cho tôi. Mọi sự tang lễ phải y theo nghi thức Phật giáo, lấy việc hộ niệm làm chính, không nên khoa trương, rầm rộ, phung phí, cần phải tiết kiệm. Trong vòng 49 ngày sau khi chết, toàn thể gia đình nên ăn chay. Cái câu này là gia đình hay dị ứng lắm. Đang sống sờ sờ mà đọc cái bài này cho con cái là cho sau 49 ngày. Cái vụ này gia đình dễ dị ứng lắm á nha. Phải nói làm sao á nha. Nhưng mà cái chuyện này mình nên nói lúc còn sống. Có nhiều đứa nói má chưa chết mà nói sau 49 ngày con nghe ớn vậy má. Đó, phải nói cho nó hiểu nha. Trong vòng 49 ngày sau khi chết, toàn thể gia đình nên ăn chay và niệm Phật.
hoặc tự mình niệm, hoặc theo tiếng niệm Phật trong băng, hoặc theo tiếng máy niệm Phật mà niệm theo và hồi hướng cho tôi được vãng sanh về thế giới cực lạc. Có như vậy tôi mới được thực sự hưởng được niềm an vui, an lạc chân chính. Các con, các cháu nhờ đó cũng hưởng được sự may mắn kiết tường trong tương lai tươi sáng. Hy vọng cả nhà từ đây về sau phát tâm tin Phật niệm thật, thì các con, các cháu nhất định sẽ được sự bình an và hạnh phúc. Mong các con, các cháu tuân theo đúng như lời ước nguyện của tôi. Nam Mô A Di Đà Phật. Người nói Thích Giác Nhàn ký tên. Nhớ nghe, tất cả ở trên là tôi, nhưng ở dưới cuối cùng là phải ghi tên rõ ràng, Thích Giác Nhàn, và ký tên luôn. Lợi ích vô cùng. Chúng tôi thấy cái lời này là của Ngài Lý Bỉnh Nam á. Mà Lý Bỉnh Nam là thầy của Hòa Thượng Tịnh Không nghe. Người cư sĩ Bồ Tát biết ngày giờ 3 tháng vãng sanh. Đây là lời của Ngài Lý Bỉnh Nam khi vãng sanh đó, Ngài ra đi để lại cho chúng ta đó, chứ không phải một cái lời tầm thường đâu nghe. Không phải cái lời này của những người mà ông Hai Đập Xích Lô ông nói đâu đó. Không có. Cái này là cái lời mà của các vị mà đã vãng sanh ông để lại đó. Giờ ai lấy ông giơ tay lên. Chúng tôi nói thưa quý vị nghe, thưa quý vị, cái này là chúng tôi in chỉ có được một hai nơi thôi, không biết cái duyên ở đây làm sao á mà được cái tờ giấy này chúng tôi nhớ. Chứ thực ra trong 8 tiểu bang chỉ có tiểu bang này với lại Hilton thì chúng tôi có in. Hilton vì sao chúng tôi in? Có bà cụ mang lên, con có cái tờ lời căn dặn lúc lâm chung, nhờ thầy ký tên xác nhận dùm đây là lời của tổ, của các vị thầy nói cho con có tin. Nó kêu má lụm ở hố rác nào má về má nói, cho nên con nhờ thầy xác nhận. Thì từ bà cụ đó nói bắt đầu chúng tôi, Hilton là mới đây nè, chúng tôi mới in ra, chúng tôi tặng cho Hilton mà chúng tôi tặng cho quý vị ở đây, nhờ bà cụ đó. Đó lạ kỳ, nhờ bà cụ đó. Mà đây chắc tôi nghĩ chúng tôi cũng nghĩ các vị Phật Bồ Tát thấy chúng tôi đi hoằng pháp rồi cho chúng tôi cái duyên mà để bà cụ đó đưa cái tờ giấy đó đến để chúng tôi đưa cho quý vị. Thì như vậy hôm nay chúng tôi muốn nói cho quý vị biết đây là cái tờ lời căn dặn lúc lâm chung mà chúng tôi á cũng y theo cái tờ này chúng tôi ký viết và chúng tôi giao lại cho các chú. Dạ các chú, riêng đối với chúng tôi là không có giao chùa chiền gì hết trơn. Các chú ở đó có việc tu tập. Và sao nữa? Ở đó có trách nhiệm phải trông coi lo lắng cho các cụ. Chúng tôi không có xây chùa cao Phật lớn, cho nên thành ra không có ai tranh giành trong đó. Không ai tranh giành. Vì vậy chúng tôi muốn nói cho quý vị biết là cái pháp hội của chúng tôi hôm nay mà thành tựu được như vậy là từ cái công đức hộ niệm. Từ cái công đức hộ niệm rất là lớn. Một người mà người ta về Tây Phương Cực Lạc rồi á nghe, người ta đi tự tại, đi về tự tại, và cái sự giá trị của họ rất lớn. Cho nên chúng tôi nói cái pháp hội chúng tôi mà thành tựu được là do cái phòng hộ niệm này được tiễn đưa nhiều người về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên thành ra cái pháp hội chúng tôi thành tựu là qua cái phòng hộ niệm này. Mà cái pháp hội nào mà chúng tôi cảm xúc nhiều nhất thì chúng tôi hay nói đến cái vấn đề hộ niệm. Vì đây là cái việc rất là quan trọng, cần yếu. Cho nên thành ra Ấn Quang Đại Sư mới nói là đây là việc khẩn yếu, đây là việc quan trọng. Cho nên hôm nay chúng tôi mới nói cho quý vị như vậy. Vì vậy với cái pháp hội hôm nay thực sự mà nói thì đi 7 cái tiểu bang chỉ có cái pháp hội này. Giờ chúng tôi khen quý vị một chút nha. Chúng tôi muốn tổ chức làm sao về sau 2016 đúng giờ họ đến. Những pháp hội khác 9 giờ rưỡi chúng tôi đợi từng người, và có khi 10 giờ họ mới vô tới, mà lúc nào cũng 1/3, nhiều lắm là 1/2. Mà sao không biết đợt này mới có 9 giờ họ vô ngẹt hết trơn rồi. Sao Phật tử ở Cali tu giỏi vậy ta? Hồi sáng làm cho chúng tôi phải nói là vừa là xúc động mà vừa là lo lắng. Đúng ra chương trình chúng tôi là nghĩ rằng là phải 9:30, 10 giờ mới lại là khai mạc. Mà không biết lý do gì mà họ vô rất là đông, họ vô rất là nhanh và ngẹt cứng hội trường, ngồi sắp lớp theo hai con đường dọc đi. Làm cho chúng tôi cũng rất là bỡ ngỡ về cái chuyện mà sao mà họ đến sớm thế.
lâu ngày gặp nhau phải không? Nôn nóng. Có bà cụ đâu, bà ngủ không được, bà kêu con nôn nóng. Hai tuần trước con đã thấy pháp hội này rồi, chắc là Phật cho con thấy. Vì vậy chúng tôi muốn nói cho quý vị biết là sao riêng cái pháp hội này mới có 9 giờ mà quý vị vô ngẹt hết trơn ở trong này rồi. Mà mấy chỗ khác chúng tôi phải đợi từng người đến. Mà sao ở đây họ đến, họ vô, họ tham dự, làm cho chúng tôi phải vô cùng cảm xúc, vô cùng xúc động. Chúng tôi nghĩ ngày mai chắc là không có chỗ ngồi, nó tràn ở ngoài dữ lắm. Thường chủ nhật là đông hơn đây dữ lắm. Cho nên sáng ngày mai nói nhỏ nhỏ nghe phải đến sớm đó. Không có chỗ ngồi á, mà không có chỗ ngồi cũng hoan hỷ, ngồi bên ngoài cũng có màn hình á, cũng có âm thanh ra đó nghe. Bây giờ chúng tôi tiếp tục nói đến cái đoạn của ngài Ấn Quang. Lâm chung trợ niệm, ví như kẻ yếu đuối trèo núi, sức mình chẳng đủ, may nhờ có sức người đằng trước kéo, đằng sau đẩy, tả hữu sóc nách, nên có thể được lên đỉnh núi cao. Cái hội niệm quan trọng vô cùng. Ấn Quang đại sư nói giống như người leo núi, ở đằng sau nó đẩy, đằng trước nó kéo, có người sóc nách. Làm sao? Cô ơi, cô niệm Phật nha cô, cô thấy Phật cô mới theo nha cô. Cô đừng mong hết bệnh nha cô. Thọ mạng hết là mình mong hết bệnh nó cũng không hết đâu. Mà cô cứ nguyện vãng sanh thọ mạng cô còn là cô hết bệnh. Cái đây là khai thị nha. Cô cố gắng niệm Phật để thấy Phật Di Đà cô theo nha, đằng sau đẩy nè. Còn ở trước A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật kéo họ. Sóc nách nữa là gì? Phóng sanh á, hồi hướng cho họ. Quý vị mà ra đi mà được những hoàn cảnh như vậy là tốt vô cùng. Muốn như vậy thì bây giờ mình phải giúp người ta. Muốn giúp thì mình phải học, mình phải biết, mình mới giúp được chứ. Mình không học không biết sao mình giúp. Hôm nay quý vị đến đây để học, để biết cái chuyện là khi mất không phải là liệm liền, không phải có ngày về liền, mà phải qua 24 tiếng đồng hồ, muốn làm gì làm. Trong 24 đó là tiếng đồng hồ đó làm gì? Cật lực niệm Phật, tới nơi liên tục niệm Phật và thành khẩn tha thiết sám hối lại hồi hướng cho họ. Và chưa mất mình cũng niệm Phật cho họ rồi. Thì chúng tôi muốn nói cho quý vị là cái chuyện này á, quý vị cứ học đi, nó không bao giờ lỗ lãi và thất nghiệp đâu. Trước sau gì mình cũng thấy người thân nhân mình ra đi. Mà người thân nhân mình ra đi, người ta không biết gì hết, lúc đó mình giúp người ta quý hơn mình cho vàng cho bạc. Đúng không? Quý hơn là cho vàng cho bạc. Cho nên thành ra mỗi lần Phật tử mà thấy chúng tôi ở đâu là người ta thích lắm. Bởi vì ngáp ngáp là có chúng tôi ở đó là họ thích. Qua bên Diêu Thà, qua bên Diêu Thà cái năm 2010. Mà sao hình như là mình thích hộ niệm, mình đi đâu mình cũng gặp người ngáp ngáp nha. Gặp cái bà đó, bà đang thở oxy mà bà thở lên rồi. Chúng tôi ngồi đó hộ niệm xong cả gia đình niệm Phật cho bà. Niệm chặt bà hết thở lên. Bây giờ bà niệm theo được hay sao không biết, tự nhiên bà hết thở lên. Tự nhiên bà khỏe ra rồi. Bà khỏe ra, bà mở oxy ra. Mày có ổ niệm Phật sao khỏe quá vậy? Mà ông chồng người Mỹ, ông chồng người Mỹ ông niệm Phật cà lớ vậy. Trời ơi, cả gia đình tin quá rồi. Sao bây giờ đang chụp oxy mà bây giờ sao mở oxy? Bà kia mở ra bà thở được rồi, bà khỏe rồi. Các quý vị biết sao? Cái con cái tưởng khỏe luôn, cả hai ngày sau chết. Bởi vì trong gia đình họ không biết hộ niệm, họ nghĩ vậy là xong rồi. Thì lúc mà bà ra đi á, bà ngủ bà chết luôn. Đứa con nó nói, thầy ơi má con chết rồi, chết khỏe lắm. Hỏi chết làm sao bà ngủ bà chết luôn à? Mà ngủ chết luôn có khỏe không? Không, biết chết đi theo ai? Tết chết trong tiếng niệm Phật thì mới tốt. Mà chết ngủ luôn đôi khi bị hôn mê, bị vào gặp ác mộng hoặc gặp quỷ sứ nó dắt đi. Còn chết mà mình biết ngày giờ, mình làm chủ được và trong tiếng niệm Phật thì mới tốt. Hiểu không? Chứ không phải chết liền vậy mà tốt đâu. Chết liền là đi đâu mới là tốt? Đi về cực lạc, đi về cõi lành mới là tốt. Đúng không ạ? À? Chết liền không biết họ đi đâu, coi chừng quỷ sứ dắt à. Đó. Cho nên thành ra chúng tôi nói cho quý vị biết là mình biết hộ niệm rồi mình đi giúp cho rất nhiều người. Nhưng mà có những người, người ta không tin mình đâu à. Thì mình phải làm sao?
mình phải làm sao? Lấy những cái đĩa hộ niệm cho họ coi. Và lấy những tờ di chúc này nè, nói rằng gì? Đây là tờ di chúc của tổ để lại, coi đi. Bằng mọi cách mình làm sao mình giúp cho họ được tin về vấn đề hộ niệm. Cho nên thành ra riêng cái pháp hội chúng tôi mà sở dĩ thành công được là do chúng tôi lập được cái phòng hộ niệm. Mới hồi tối hôm qua gọi về hỏi sao rồi. Ở bên ngoài nằm chờ đó, cái phòng chờ gọi là chúng tôi nói là cái phòng hồi sức cấp cứu đó nha. Phòng chờ 10 người, cái phòng bên trong 20 người. Niệm 24 tiếng đồng hồ, niệm ngày đêm luôn. Mà cái chùa chúng tôi nó vui gì quý vị biết không? Không có hộ niệm á thì nó buồn, mà có hộ niệm suốt đêm cái tiếng niệm Phật nó cứ văng vẳng, nó vui dễ sợ vậy. Nghe mà không có hộ niệm cái chùa nó buồn dữ lắm. Cho nên bữa con quý vị mà nhà quý vị có hộ niệm nó vui dữ lắm. Bởi vì sao? Bởi vì tiễn đưa người về với Phật mà sao không vui? Đúng không? Đây. Như vậy hôm nay gia đình mình có người bệnh gọi là bị ung thư, hoặc giả bệnh giai đoạn cuối ung thư, có gần có người ra đi, quý vị vui hay quý vị buồn? Vui gì yếu xìu vậy? Hòa Thượng Tịnh Không nói nè, lắng nghe nè, lắng nghe Hòa Thượng Tịnh Không nói nè. Bệnh hoạn là báo hiệu của thọ mạng hết. Đây là cơ hội để về với Phật. Năm 45 tuổi tôi bị bệnh, tôi không uống thuốc, không đi nhà thương. Tôi nói nếu thọ mạng hết, bác sĩ không chữa tôi được đâu. Vô đóng cửa niệm Phật một tháng. Chúng tôi đang nói Hòa Thượng Tịnh Không nha. Hòa Thượng niệm Phật một tháng hết bệnh luôn. Kéo dài đến hôm nay 88 tuổi. Cái hình này là cái hình mà chúng tôi mới gặp Hòa Thượng năm 2014 tháng 4 này. 88 tuổi mà gương mặt, trời ơi, đẹp quá sức đẹp, hảo tướng mà không có một nếp nhăn, quá trời đẹp. Chúng tôi kêu bây giờ mình niệm Phật, mình ăn chay, mình tu hành theo Hòa Thượng làm sao để 88 tuổi mình cũng giống như Hòa Thượng. Không, chúng tôi mơ ước cái điều này, mà chúng tôi tâm tưởng là sự thành, muốn là chắc được thôi. Còn mình gì đâu mà thôi, mới có năm mươi mấy mà nó già bà cố, nhăn như khỉ ăn ớt. Không phải nói xấu quý vị nghe. Nhưng mà sao vậy? Lúc nào cũng buồn, lúc nào cũng giận, lúc nào cũng không có chịu, khó chịu trong người. Cho nên thành ra cái mặt mình nó gì? Nó xếp ly. Biết xếp ly không? Đấy, thấy chưa? Vừa một niệm sân nổi dậy tiêu cả rừng công đức, mà vừa là xấu nữa chứ. Tức là nó mất mát đủ thứ. Ai cũng biết như vậy mà không biết cách nào quá giải. Không biết cách nào quá giải là vì sao? Bởi vì mình không có chịu niệm Phật, không chịu tụng kinh, không tin, cho nên thành ra không biết cách nào quá giải. Vì vậy chúng ta muốn nói với quý vị về cái pháp môn tịnh độ này á nha. Khi mà quý vị thâm nhập vào cái pháp môn tịnh độ này rồi đó nha, thì quý vị thấy bệnh đến với mình vui. Tin không? Còn mà không thâm nhập vào pháp môn tịnh độ, không tin cảnh giới cực lạc, thấy bệnh đến với mình buồn. Mà sao bệnh đến với tôi sớm quá vậy? Có mấy bà cụ ở bên Úc á, cái anh Đức này làm trong bệnh viện, bà 80 mấy tuổi rồi, bà kêu sao cái chuyện này nó đến với tôi quá bất ngờ. Bác sĩ nói chúng tôi là bác sĩ không chữa được, cái bệnh này đến với tôi sao tôi quá bất ngờ như vậy, nó quá đột xuất như vậy. Tôi còn nghĩ bao nhiêu chuyện chưa làm mà sao nó đến với tôi sớm vậy. Trời ơi, bà khổ quá trời trong nhà thương rồi. Vì sao vậy? Bởi vì bà không có chuẩn bị cho cái chuyến ra đi. Một chuyến ra đi xa không chuẩn bị, trong khi đó những chuyến đi gần chúng ta chuẩn bị rất chu đáo. Mà chuyến đi xa này có đáng chuẩn bị không quý vị? Chuẩn bị chưa? Chưa hả? Nhìn cái mặt thấy chưa dữ lắm á. Chưa rồi đâu. À, hôm nay nói làm sao để về để mà hoàn hồn giống như cái bà bên Hilton mới được. Cho nên chúng tôi nói quý vị nghe, khi quý vị mà nghe như vậy đó nha, trong người quý vị cảm xúc, trong người quý vị nó bốc cháy niềm tin cho con. Cái niềm tin bắt đầu nó hưng khởi lên. Về nhà cái tu, ngày mai cái sáng 4 giờ thức dậy, 3 giờ thức dậy. Rồi bắt đầu một tuần sau cái bắt đầu nó hết cái năng lượng, cái 8 giờ sáng thức dậy. Hiểu không? Tu hẹn ha. Nhưng mà trong này có ai muốn lắng nghe nữa không? Giơ tay cho biết đi. Vậy là khán giả hưởng ứng. Tiếp tục nói nữa ha. Chúng tôi nói quý vị nghe nha.
Nếu hồi nãy giờ chúng tôi chuẩn bị trước soạn ra đó nha, là nói hồi nãy giờ là hết vốn hết lời, mà nói đây là nói bằng cảm xúc, nói bằng tâm thanh tịnh nó lưu xuất. Mà quý vị lắng lòng mà thanh tịnh, quý vị nghe được tự nhiên con người mình nó cảm xúc, hai cái tần số nó giao nhau mới ngồi đây được. Chứ còn không mà ngồi đây mà nó chán rồi, giống như địa ngục, giống như cực hình, đúng không? Nhưng mà ngồi đây mà mình thấy nó gọi là gì đó, trong người thấy nó dễ chịu, nó thoải mái á, đó là gì? Đó là biểu hiện của pháp hỷ. Pháp hỷ là gì? Niềm vui khi nghe pháp. Mà pháp hỷ nó sanh ra pháp vị. Biết sao tự nhiên nó nhớ chỗ này? Pháp vị đó là gì? Là mùi vị giải thoát. Và trong con người của mình nó có cái gì? Nó có những cái sự an lạc lạ kỳ, mà người đó chọc mình buồn không được đâu. Chọc mình giận không được đâu. Thế vậy cái chuyện đó nhỏ một chút xíu mình xé cho to ra. Mà sao bây giờ mình an lạc, mình tu tập, bây giờ cái chuyện đó to mình làm cái chút xíu, nó còn chút xíu. Có cái cô Phật tử cô nói, có lúc chú con chưa biết tu á ha, trời ơi cái chuyện bé mà con xé ra cho to ra, nó không đáng gì hết trơn á. Bởi vì cái tâm của con nó phiền não cho nên con nghĩ hoài, cho nên thành ra cái chuyện chút xíu mà nó xé cho to ra. Đối với con bây giờ cái chuyện thiệt to nó còn chút xíu à. Là gì? Là biểu hiện cái sự an lạc của mình khi mình gặp những cái chuyện bất trắc không tốt đối với mình, mình thấy nó bình thường. Cái này là tu có tiến bộ. Tu có tiến bộ. Vì sao vậy? Bởi vì người ta cảm được cái niềm an lạc của chánh pháp, cho nên cái chuyện buồn đối với họ không nghĩ lý là gì. Cái chuyện mà mất mát của họ không nghĩ lý gì. Nó có được cái niềm an vui, nó cấn trừ rồi. Mà cái niềm an vui này chúng tôi xin thưa quý vị á, ngoài cái chuyện quý vị tự lợi á, là niệm Phật, tụng kinh, lạy Phật, ăn chay là tự lợi, thì phải làm thêm cái việc lợi tha. Tụng kinh rồi, in kinh cho người ta tụng, gọi là 10 công đức ấn tống kinh tượng Phật. Mình không có thời gian để tụng. Một ngày 24 tiếng đồng hồ mình không có được 4 tiếng mình lo đi làm, thì bây giờ mình in kinh cho người ta tụng. Người ta tụng giùm mình. Mà ta tụng giùm mình thì nhờ công đức in kinh đó mình cũng hưởng được công đức. In tượng Phật cho người ta lạy. Khi người ta lạy mình có một chút công đức, khi người ta tụng mình có một chút công đức. Mà có hoài nhiều người tụng. Mà hôm nay Phật tử phát tâm 500-700 cái cuốn kinh này, thì người thứ nhất tụng rồi truyền cho người thứ hai, người thứ hai truyền người thứ 50, mà họ tụng hoài, ngày nào họ cũng tụng, thì quý vị biết công đức quý vị lớn cỡ nào không? Nhưng mà mình không in kinh mình có chuyện này không? Không có phải không à? Thì như vậy hôm nay mình biết công đức in kinh rồi, bao nhiêu tiền của in kinh. Đó là chúng tôi muốn nói cái tâm nguyện, chúng tôi muốn nói đến quý vị. Đây là tư lương hành trang gửi về cực lạc. Đây là vốn liếng trong hiện đời xài được. Vì sao? Vì có công đức in kinh thì phước đức, tiền bạc của cải, xe cộ, nhà cửa, nó từ công đức này sanh ra. Chúng tôi tin điều này. Có một cô đó bán giấy số, quý vị biết giấy số không? Ở Việt Nam mà bán giấy số là nghèo dữ lắm á nha. Tức là lấy giấy số của những đại lý, xong bắt đầu mình đi mời từng người từng tờ vậy nè, là nghèo dữ lắm. Có ngày được 50 ngàn. 50 ngàn nó được bao nhiêu? Nó có 2.5 đô một ngày. Nghe được cái đĩa chúng tôi, sở dĩ đời trước mình không có biết bố thí cúng dường cho nên đời này nghèo. Thôi để dành mỗi chủ nhật lên cúng một cuốn kinh. Một cuốn kinh là bao nhiêu tiền? Một cuốn kinh là 15 ngàn là có 70 sen. Thì mang cuốn kinh đó, cứ một chủ nhật ngàn, một tuần mới cúng được một cuốn kinh. Bởi vì quá nghèo, bán giấy số đâu bao nhiêu tiền đâu, cúng dường cuốn kinh. Mà mỗi chủ nhật lên bà cầm tiền bà bỏ vô phong bì, bà trân trọng dữ lắm. Bà kêu đây là con gửi ngân hàng về cực lạc. Nó nghe cảm động, cảm động mà mỗi lần cầm 15 ngàn là nó muốn rơi nước mắt. 15 ngàn không phải 15 ngàn đô đâu nha. Thầy ơi, con lên chùa thầy á, con niệm Phật á, con thấy an lạc mà con thấy cũng có lợi lắm. Hỏi lợi gì? Buổi trưa đó không có nấu cơm.
Rồi con cúng dường phóng sanh 5.000 tiền Việt Nam là con được 20 triệu luôn. Bữa nghe thầy nói đó, mỗi chủ nhật phóng sanh 20 triệu là 1.000 đô, mà trong khi đó con cúng có 50 sen là con được 1.000 đô, tức là con được tiền cộng nghiệp phóng sanh với thầy. Rồi con lên trên này, con cháu của con bữa nay sao nó ngoan, chủ nhật nào nó cũng nhắc con đi chùa. Nó kêu con may mấy cái áo nhỏ nhỏ mà giống như mấy đứa bé mà hay đi chùa bận á, cho con đi lên trên chùa. Nó cứ nhắc, đến ngày chủ nhật là nó nhắc. Ồ, hay thiệt nha. Rồi, bữa đó từ ở dưới Đức Trọng đi lên, gặp hai chiếc xe nó đua nhau, nó đua nhau để mà quý vị biết gì không? Nó giành khách á. Nó chạy rê xuống. Nó kêu anh niệm Phật, anh xe chạy kìa. Bởi vì thấy ở trên nó đang nháo, nó chạy A Di Đà Phật. Cái lúc bà sợ quá, Phật. Hết niệm đủ 3-4 chữ rồi, còn có 1 chữ à. Trời ơi, còn nhớ chữ Phật. Nó tông một cái rầm, cái xe chui xuống nát bẹp cái xe, bà lọt vô kiến ngồi im không bị gì luôn. Như hát xiềng. Cái gì bảo? Bảo bọc. Cái công đức in kinh bảo bọc, cái công đức phóng sanh bảo bọc. Còn quý vị có tiền nó tông cái rầm rồi lòi não rồi vô trong nhà thương nó mới chữa. Cái nào lợi hơn? Biết là cái công đức in kinh là lợi, nhưng mà bỏ ra nó tiếc. Bỏ ra mình thấy nó mất. Không tin. Hôm nay chúng tôi cho quý vị một cái niềm tin của công đức in kinh. Nhận không? Mà cái niềm tin này chúng tôi không buộc quý vị phải làm cho nhiều. Lấy hết của cải vật chất mang ra đi in liền, đói chết à, đói nhăn răng á. Mà tùy theo khả năng đúng không ạ? Đó, có một đứa bé chúng tôi giảng ở Chicago. Đứa bé này 4 tuổi rồi. Ba nó chỉ, con à, con có tiền con để dành in kinh với nuôi các cụ già nha con. Con coi đĩa thầy Nhàn con thấy rồi đó, ông chỉ cho nó làm. Quý vị biết cái hũ á, nó lấy 1 đồng, 5 đồng, 10 đồng, nó lấy nó bỏ vô. Mấy tháng nay một hũ vậy nè, hôm bữa nó cầm qua. Chúng tôi cái ồ nó nhỏ này sao nó lạ, nhìn cái mặt nó ngộ lắm. Nó mang thai mang, có nghĩa là lập gia đình một thời gian quá lâu mà không có con. Bởi sinh miết cái đêm nằm mơ thấy Quan Âm đương bưng đứa con đưa. Bây giờ sanh ra cái mặt cái bớt nó, cái mặt nó có cái bớt đỏ y như tượng Quan Âm ngồi vậy. Ra nắng là nó ửng đỏ lên vậy. Nó cầm nó đưa. Nó kêu gửi cho thầy về nuôi mấy bà già với in kinh. Tức là ba của nó chỉ cho nó tích đức từ còn nhỏ. Ăn chay, ăn thịt vô là bữa ra. Thì mình cho con cái mình á, cho con cái mình nè, cái này nè, cái công đức này nè, thì nó bền bỉ cuộc sống nó về sâu lâu dài. Còn quý vị mà chầm hâm làm ăn á, để tiền lại cho con cái á, nó xài không được. Bởi vì sao nó xài không được? Bởi vì nó không có đủ phước để giữ. Hòa Thượng Tịnh Không nói, cầm cái ngân hàng giao cho người đó, mà người đó không đủ phước, thời gian nó cũng phá sản. Kể là trong mạng họ không có tài, họ không giữ được, thì họ cũng phá sản thôi. Còn mình cho nó cái công đức đó. Chúng tôi nhớ cái chú Minh Thành ở Oregon. Quý vị về coi cái đĩa ở Oregon đó. Mai chúng tôi phát cho quý vị cái đĩa ở Oregon. Chúng tôi tổ chức pháp hội là do cái chú Minh Thành này với Như Phước, hai người lên xin cái hội trường. Cái ông đó, ông cho luôn, ông người Mỹ mà ông cho luôn, không lấy cái tiền hội trường 3 ngày. Thì chúng tôi nhớ mẹ của chú Minh Thành là bà cụ Dư Âm Huệ Ngọc mà chúng tôi hội niệm qua điện thoại đó. Quý vị có nhớ bà cụ đó, trong này có người coi đĩa nào không? Có, ai coi bà cụ Dư Âm Huệ Ngọc giơ tay lên coi. Đó, có người coi, hội niệm qua điện thoại. Minh Thành nó nghe má nó dạy vậy nè. Con à, cái tiền mà con làm thợ bạc á, con làm thợ vàng, thợ bạc á, khi con vũ ra cái mạc vàng, mạc bạc nó rớt xuống á, cái này không phải là mồ hôi nước mắt của con. Một năm nó gom lại cũng được mấy ngàn đô. Cái mạc vàng, mạc bạc nó vũ ra nó làm đồ cho người ta rớt nó hứng lại. Bây giờ con muốn á, cho về sau cái nghề nghiệp con làm nó kéo được dài, nó bền bỉ mà có gạo, có cơm, có cuộc sống á, thì con lấy những cái này nè, con mang đi in kinh, phóng sanh, làm phúc cúng trai tăng đi con. Về sau quá ngang, con làm được cái này về sau quá, con làm không bao giờ hết hàng đâu. Cái này là con tích để dành phước lại. Còn nếu mà con biết nữa đó, con lấy cái tiền của con á, mà làm được á, con cúng dường nữa đó, thì cái phước của con nó rất là nhiều. Thì nó nghe vậy xong nó gom hết cái mạc vàng, mạc bạc, cứ hàng năm nó đưa bà cụ về cúng trai tăng.
Rồi đến hôm nay nó làm thợ vàng, thợ bạc á, đi làm thợ bạc á, mà hàng nó làm không hết. Còn có nhiều người á, phải bỏ tiền. Mà những người khác không phải là dở đâu, rất giỏi. Vì sao vậy? Bởi vì cái người mà bỏ tiệm đó là người ta không có phước, đúng không? Người ta tài giỏi mà người ta không có phước, cho nên cũng không có thể làm được. Mà cái đứa này nó có phước, trời ơi, nó đi mở cái pháp hội, quý vị coi cái bữa đó, nó đứng nó nói chuyện với ông đó, hết sức thương luôn, tội nghiệp luôn. Nó kêu nó học cái trường này, bây giờ nó rất muốn mở một cái pháp môn niệm Phật tụng vô lượng thọ. Nó đã cảm được bốn chữ A Di Đà Phật, hôm nay nó tha thiết, nó muốn mọi người đến đây tu, mà cả gia đình mở cái pháp hội ở tại Oregon, mà chúng tôi tới đó tổ chức tại Xe Lầm. Họ hoan hỷ vô cùng, họ hoan hỷ cái đĩa đó đó. Là chúng tôi lượt đúng ra ba đĩa, chúng tôi lượt những điểm quan trọng, một đĩa ngày mai chúng tôi gửi. Mà ngày mai á, mà không đi là không có đâu. Nói tới nói lùi bắt ngày mai cũng đi hả? Mà trên đường này đi tổ chức ngang, trên đường này đi tổ chức 7 cái pháp hội, chỉ làm được một cái đĩa đó thôi, không có thời gian. Về tại pháp hội chúng tôi mới có cái thời gian để chúng tôi làm được. Chúng tôi làm cái đĩa này chúng tôi rất ân ý, tổ chức mọi mặt. Và có cái cô mà kêu mà bị ung thư mà xạ trị tóc rụng á, cô cũng nói Phật pháp nhiễm màu trong đó. Cho nên chúng tôi muốn nói cho quý vị biết rằng là quý vị làm sao để chỉ cho con cái của mình và bản thân của mình phải làm để tích lũy công đức. Đây là tư lương hành trang để lúc lâm chung. Tích lũy công đức đó đó, nó rất là khỏe, không đòi hỏi quý vị phải bỏ một số tiền nhiều đâu. Mà gì? Ít mà thường xuyên. Biết ít mà thường xuyên không? Ít mà thường xuyên có nghĩa là không có nhiều nhưng mà thường xuyên. Chứ để mình làm mình kêu có một cúc tiền rồi mình có thiệt nhiều tiền rồi mình đi làm, không biết khi nào có. Mà khi có tiền nhiều nó sanh chứng cũng chưa chịu làm, hiểu không? Cho nên thành ra Hòa Thượng Tịnh Không, quý vị biết ngài nghèo đến mức độ nào không? Nghèo mà không có tiền đi mua sách học, nghèo mà không có tiền đi thọ giới. Đi thọ giới đâu bao nhiêu tiền đâu, mua cái y nè, bình bát với đồ đạc đi thọ giới, không có bao nhiêu tiền mà không có tiền. Quá trời nghèo rồi. Gặp ngài Trương Gia Đại Sư, Hòa Thượng Tịnh Không nói: bạch ngài, có cái cách nào mà nhập vào đạo nhanh nhất không? Trương Gia Đại Sư nhìn 15 phút, lắng nghe ngài, chỗ này quan trọng nha. Cũng như quý vị nhìn chúng tôi nãy giờ vậy. Nói sao? Có, đợi 15 phút nữa. Nói sao? 15 phút nữa nói sao? Từ hai chữ bố thí mà ông làm. Con có tiền đâu bố thí, con quá trời nghèo mà. Họ ông có một đồng không? Kêu một đồng thì có. Một đồng tức chắc là một đô la. Một đồng ở Đài Loan có. Ông từ một đồng đó ông làm. Thì Hòa Thượng nghe cái ngộ liền. Thì in kinh Hòa Thượng cũng góp, phóng sanh Hòa Thượng cũng góp, góp từ từ. Đến bây giờ chúng tôi qua Hồng Kông, quý vị biết không? Hòa Thượng in kinh, in mà sách mà tứ khố toàn thư á nghe. Tức là nói về cái lịch sử văn hóa của Trung Quốc á, mà 10 triệu đô in cái sách đó đó, đi tặng người ta đó, mà chỉ có 3 ngày người ta đưa đủ. 10 triệu đô là 200 tỷ tiền Việt Nam, nhiều lắm. Nếu mà xây cái chùa chắc nó lớn dữ lắm quý vị à, xây được nhiều cái lắm à. Mà sao ngài không làm, không làm xây chùa mà ngài in kinh, in sách, băng đĩa của ngài á, khắp nơi trên thế giới. Cho nên chúng tôi đi theo con đường này. Con đường này chúng tôi phải đi. Bởi vì sao? Vì con đường này là tuyên dương chánh pháp trong thời mạt pháp. Một cái pháp hội quý vị nghe, chúng tôi quay băng đĩa xong chỉ về, chúng tôi làm xong đưa lên một ngày là 10.000 người coi trong trang web vô lượng thọ.vn. Chúng tôi nói chân thật, chúng tôi có cái niềm vui sở thích làm việc này. Toàn bộ đầu tư của cải vô chúng tôi làm, gọi là gì? Là bố thí pháp. Mà pháp thí thì thắng mọi thí, đúng không? Pháp vị thắng mọi vị. Cho nên chúng tôi hôm nay muốn tất cả mọi người trong này, khi chúng tôi nói mà không có áp đặt, nhưng chúng tôi mong muốn kêu gọi tha thiết năn nỉ, mà đủ duyên thì đảnh lễ luôn. Đảnh lễ quý vị nghĩa là cung kính kêu cầu quý vị nên tích lũy công đức, gửi về ngân hàng Tây Phương Cực Lạc. Và công đức này chúng tôi lặp lại một lần nữa, là không những gửi lúc Tây Phương Cực Lạc là thọ mạng hết, mà ngay trong đời sống này quý vị vẫn được hưởng nó luôn. Người tích lũy công đức là người vun trồng cái gốc. Lắng nghe ngang, chỗ này quan trọng nha.
Người vung trồng cái gốc là bón phân tưới nước cái gốc thì tự nhiên trái nó ra hưởng. Hiểu không? Cứ hái cái trái ăn miết mà không bón phân tưới nước thì cây này nó vàng, nó còi, nó chết. Hiểu chỗ này không? Cứ làm mong cho có tiền, có tiền, có nhà, có cửa, có xe, có cọ, đầy đủ của cải, vật chất, châu báu, ngọc ngà, muốn gì được đó là đang muốn hái trái, đang hái trái ăn. Ha? Mà không biết làm ra bố thí cúng dường, in kinh, phóng sanh để đắp lũy cái gốc, cái công đức thì một thời gian nó hết. Mà trong kinh nói làm sao? Hưởng phước bất khả hưởng tận, hưởng tận là đi ăn mày. Có người đi ăn mày rồi, hết rồi, hết rồi, tìm không ra. Quý vị nghe cái đạo lý này không phải là dễ nghe và dễ tin đâu nha. Mà không hiểu sao bây giờ chúng tôi nói mà nó có cảm xúc như vậy. Mà không dễ gì quý vị dễ tin cái chuyện này. Tôi đang đi làm, tôi kiếm tiền, kiếm cuộc sống, tôi kiếm không đủ mà bây giờ cho ai? Ôi trời. Mà bạn biết vì sao không đủ không? Bởi vì trong bạn mà không có tài. Mà bạn biết vì sao trong bạn mà không có tài không? Bởi vì bạn không bố thí tài. Ví dụ cái khả năng của chúng tôi đi thuyết giảng khắp nơi trên thế giới, có tiền về chúng tôi xây cho chùa thiền cao, chúng tôi để dành trong đó, yên ổn trong đó, cất giữ trong đó, không nuôi các cụ già, không in kinh, không phóng sanh, cái gì cũng sách đi bán hết trơn. Thì sao? Thời gian chúng tôi hết. Hết là gì? Giảng không ai nghe nữa hết trơn. Nói cái miệng khoác lác bên ngoài, không có làm. Thứ nhất, thứ hai, mình hết cái phước, hết cái đức rồi, nói người ta không nghe. Lạ lắm nghe. Nó có cái uy đức nói người ta mới nghe. Cái uy đức đó từ đâu? Từng chút mà làm, bưng cho người ta hộp cơm, đẩy cho bà cụ đó một chiếc xe, lấy một cuốn kinh lật ra cho họ ngồi, in từng cuốn kinh đi gửi cho họ, và làm từng chiếc đĩa này nè, để lên trên mạng và làm để trân trọng cúng dường pháp bảo cho họ. Và khi họ đến với mình là mình phải cung kính họ như Phật. Cho nên hồi sáng giờ là xếp ghế cho Phật ngồi đó. Cái cô đấy, cô đến mà chúng tôi cũng không nghĩ sao, chúng tôi dịnh cái ghế cho cổ ngồi nữa chứ, trời ơi. Mà mình không phải mình lấy lòng hoặc mình làm vậy cho họ cúng dường, không có. Never, không có. Mà sao tự nhiên tới dịnh cái ghế cho bà ngồi? Mà nhìn chúng tôi trân trân, ông thầy mà ông định đi đến ông lật cái ghế ông dịnh cho mình ngồi ta. Không phải chúng tôi khoe khoang mà không biết sao tự nhiên mình làm vậy à. Cái đó là cái gì? Cái đó là cái tâm hy sinh phụng hiến. Quý vị có phước lắm, ở Việt Nam là không có cái vụ này đâu nghe. Việt Nam là mấy chú làm hết á, chứ không có cái vụ này đâu à. 350 chú làm, nhưng mà qua đây không có người làm thì mình phải làm chứ. Làm để làm gì? Bòn chút xíu gửi vậy kia. Thật sự mà nói thì cái này là cái niềm vui chúng tôi chia sẻ, hay gọi là tâm sự loài chim biển. Chứ không phải khoe nha. Cái này chúng ta nó không phải khoe à. Mà chúng ta nói như vậy để ai muốn làm thì phải nên làm nha. Và làm trong sự vui vẻ, cho không có cằn nhằn cử nhữ à. Thì sao? Thời gian phước đức, công đức nó có thì phước báu nó sẽ theo với mình. Nó tới ào ào luôn, nó tới không thể tưởng tượng. Mà càng tới mình càng làm, mà càng làm nó càng tới. Còn mình không làm thì không tới, mà không tới thì không có để làm. Không, những cái đạo lý này tự nhiên không biết sao chúng tôi lên nói nó rất là chân thật và nó rất là bình dị, mà chắc chúng tôi nghĩ ai cũng hiểu nổi, nhưng mà không biết mình có chịu làm hay không. Chúng tôi con người thực dụng là nói sao làm vậy, thích làm. Nhưng mà lên pháp hội là mình phải nói để cho người ta tùy hỷ, nói không phải mình khoe khoang, mà nói để họ về bắt chước họ làm. Cũng như có cái chú đó, ổng coi đĩa mà ổng chỉ coi qua đĩa là ổng phát bồ đề tâm, ổng ăn chay, ổng tu hành, trời ơi trong lòng nó mừng quá trời rồi, hoan hỷ. Đó. Cho nên cái pháp của chúng tôi là phải pháp hành, pháp đây là pháp hành chứ không phải pháp nói. Nhưng mà quý vị nghe nghe, cái người mà nói mà không làm đó, nói lòng vòng riết cái con không biết làm gì. Có nhiều người cho họ ông thầy đã giảng hay quá, hỏi hay sao kêu quên hết trơn à. Nghĩa là sao? Nó lòng vòng, không chỉ cho người ta rốt ráo để giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, gọi là đi về con đường Phật thừa,
mà chỉ có nhân thừa với thiên thừa, làm phước đi con, để sau làm người được vô nhà sung sướng, sanh lên cõi trời hưởng phước hết. Ủa sao uổng vậy? Bây giờ cứ tích lũy cái công đức đi nguyện vãng sanh, không được đời sau nguyện, đời sau nguyện, đời sau tiếp tục mình đi về cực lạc nữa chứ, cứ một đường đó mà mình đi. Cho nên thành ra chỉ có nhân thừa với thiên thừa không à, không chỉ Phật thừa. Không chỉ Phật thừa là vì gì? Bản thân họ cũng không niệm Phật để vãng sanh về cực lạc, để thành Phật thì làm sao họ chỉ cho mình? Cho nên Hòa Thượng Tịnh Không nói đời này tà sư thuyết pháp như các không hằng, hãy chọn, chọn cho kỹ. Cho nên chúng tôi chọn gì? Lão sư Ấn Quang. Chúng tôi chọn lão sư Ấn Quang và chuyên không phà sư là Tịnh Không Pháp Sư. Hai vị lão sư này chúng tôi phải đi theo. Hôm nay chúng tôi trân trọng giới thiệu quý vị hai vị lão sư này đi không lạc đường, không lầm lối. Một đời lão sư này không quản tăng, không trụ trì là quản tự, không xây chùa và gì nữa, bao nhiêu tiền chỉ có in kinh, gặp chỗ nào nạn lũ lụt á thì lấy bớt cái tiền in kinh mang đi cho lũ lụt. Chỉ có một đệ tử duy nhất là gì, là ngài Lý Bỉnh Nam. Nhưng đặc biệt các vị này chúng tôi thích một cái là không làm xây chùa nhưng không bác xây chùa. Hay ngay chỗ này, mình không làm thôi mình đừng có bán. Cái căn cơ, cái nhân viên họ làm được như vậy thì họ cứ việc làm, đừng chê ba chỉ trích. Có những vị đến chúng tôi xin tiền xây chùa, chúng tôi cũng cúng dường, chúng tôi không có bán. Nhưng con đường của chúng tôi đang đi là phải tích lũy cái công đức in kinh, công đức phóng sanh, công đức in tượng Phật, những công đức giúp cho những cụ già neo đơn không nơi nương tựa. Mà chúng tôi làm những chuyện này chúng tôi thấy nó vui, giàu cho khổ cực, giàu cho khổ cực, chúng tôi thấy nó vui. Bởi vì sao? Mình chọn đúng cái lý tưởng. Lý là lễ sống, tưởng là mơ ước. Mơ ước một cái lễ sống tích lũy công đức để khi thọ mạng mình hết, mình về Tây Phương Cực Lạc. Đây là cái mơ ước của chúng tôi, nó ấp ủ bao nhiêu năm khi gặp được Hòa Thượng Tịnh Không. Hôm nay chúng tôi đem bao nhiêu cái ấp ủ này, bao nhiêu cái mơ ước này, hôm nay chúng tôi muốn nói đến quý vị. Có những người nghe rồi mà phải nghe nữa để làm gì? Để nó khởi cái bồ đề tâm của mình lên, để nó phát khởi tính tâm lên. Chứ không phải nghe một lần mà đủ đâu. Vì vậy cho nên chúng tôi muốn mang toàn bộ cái tâm tư, nguyện vọng, hay gọi là mang toàn bộ khối óc và trái tim từ bên Đà Lạt, sương mù bốn mùa qua nở. Chúng tôi nói ở nước ngoài mà tìm một cái pháp hội như vậy không phải dễ, không quý vị. Không phải dễ. Rất khó. Đi 7 cái tiểu bang rồi mà để gặp một cái pháp hội mà nó đông đảo, mà ngồi lắng nghe yên lặng, mà những người già mà đi xe lăn tới đây luôn. Quá cỡ. Nếu mà chúng tôi không nói về pháp môn tịnh độ và không có tích tập những công đức, chúng tôi nghĩ những người này không cảm cái tâm chúng tôi đâu. Nếu chúng tôi chỉ nói khoác lác ngoài miệng, thật sự mà nói, những người này cảm được cái tâm của chúng tôi nghĩ là chúng tôi có làm, mà thật sự cũng có làm. In kinh phóng sanh, tặng cho tượng Phật miễn phí, chúng tôi có làm. Cho nên thành ra nhờ cái công đức này khi nói ra, những người tuy rằng lớn tuổi cũng cảm được cái tâm chúng tôi. Mà chúng tôi nói cái pháp hành là quý vị phải nghe hoài quý vị mới hành được ngang. Còn cái pháp mà gọi là pháp lý để nghe xong rồi thôi á, thì quý vị nghe hoài một thời gian quý vị chán. Còn cái người mà nói pháp hành á, là nói để thực hành cái pháp đó, quý vị nghe hoài không chán. Vì sao vậy? Mình nghe hoài mà mình chưa làm được, mình chưa làm bằng người ta, và mình chưa có làm để mà mình có được một cái kết quả, cho nên mình cứ nghe hoài để mình làm. Nó khác hẳn với pháp nói nghe. Đó. Bây giờ chúng tôi chuyển qua cái hướng để mà trả lời câu hỏi. Hồi nãy giờ chúng tôi nói 3 tiếng đồng hồ rồi không? Từ 2 giờ đến 5 giờ đúng không ạ? Mà quý vị thấy nhanh không ạ? Cảm giác chúng tôi thấy cũng hơi nhanh là bởi vì sao vậy? Bởi vì trong tâm chúng tôi nói nó ưng ý những cái điều chúng tôi nói ra lắm. Vì sao ưng ý vậy? Bởi vì cái điều này làm được, nói được, mà nói đây không phải là khoe khoang. Nhớ cho kỹ nghe, đừng nói thầy Nhàn ông nuôi được mấy trăm bà già, ông đi khoe khắp thế giới. Nhưng mà cái chuyện này cũng đáng nên khoe. Đúng không? Giờ lắng nghe câu hỏi nha. Kính thưa thầy Thích Giác Nhàn, con là Phật tử đã ăn chay trường rồi, nhưng muốn hỏi thầy là ở Mỹ này hột gà không có trống, vậy Phật tử chúng con
có thỉnh thoảng dùng thế có phạm hay không? Câu hỏi này cũng khó trả lời nghe. Bởi vì nó không có trống. Chúng tôi có một lần học trong trường Phật học, chúng tôi hỏi một vị thầy, thầy có mấy chùa đó, một ít chùa cũng có ăn mà không dám nói chùa nào, có ăn trứng gà, như vậy ăn có được không? Thì thầy đó có nói như vậy. Mà chúng tôi thấy đây cũng là cái đặc biệt mà chúng tôi sẽ giải thích thêm. Trứng gà có trống và trứng gà không trống. Ở Việt Nam á, trứng gà có trống và không trống nó giống nhau. Nếu mà trứng gà có trống nó tròn mà trứng gà không trống nó dài á, nó khác nhau á, thì lựa được. Cho nên nó giống nhau thì coi chừng dính, ăn cái không trống mà coi chừng nó vô có trống. Thì ở Việt Nam bán lộn lạo lắm, chứ không phải ở bên này nó bán một kiểu có trống không. Nhưng mà đang hỏi ở bên này thì có những lúc con gà người ta đẻ ra người ta không có, có ăn cái trứng đó, cho nên người ta mới đẻ ra đó người ta bán chung cho mình. Thì chúng tôi thấy à, coi chừng ăn dính có trống. Có trống là có cái ngòi sống của nó đó, là thứ nhất. Thì thầy khuyên không nên ăn. Thứ hai nè, con gà bây giờ người ta nuôi theo cái kiểu công nghiệp bên này nè, thì một ngày nó đẻ 1-2 trứng và cho ăn cái hóa chất á, thì nó đẻ là đẻ hóa chất thôi, chứ không phải là ăn những cái thức ăn để thành ra nó sanh ra cái chất bổ trong cái trứng nó đẻ ra đó để mình ăn, mà nó ăn những cái hóa chất. Cho nên những con gà quý vị thấy nó nhốt một chỗ, nó bị tù túng như vậy nè, họ đưa cái thức ăn mà gọi là cho nó mau mập béo phì để mau đẻ đó, thì những cái chất liệu đó đó nó không tốt, hiểu không? Nó không tốt. Thứ ba nữa là ăn trứng nó vẫn có mùi tanh. Tanh. Hồi nãy cái chú này nè, ông đang ngồi đây nè, ông kêu con ăn thịt ăn trứng bây giờ nó tanh dữ lắm này. Thứ ba nữa là thầy Nhàn nói con gà nó đẻ nó cũng đau, nó la tục tác nên la dữ lắm, cho nên đừng ăn trên cái sự đau khổ nó. Nói chung lại là không nên ăn. Được chưa? Không nên ăn. Chùa chúng tôi là không có ăn trứng gà, trứng vịt. Và chúng tôi đã nói quý vị, đã ăn chay trường được thì cho nó trường luôn đi. Đã ăn chay rồi thì cho nó chay luôn đi. Còn chút trứng nó có đáng gì đâu, đúng không? Mà chúng tôi thấy quý vị ăn chay bên này hơi cực chút á, là rau nó không có, giống như Việt Nam nó không có như ở Đà Lạt. Có nhiều cô cũng nói con đi mua đồ chay con phải đi 2-3 tiếng đồng hồ, con lên quán chay rất là khó khăn với con ăn chay. Nhưng mà con vẫn ăn, bởi vì con ăn con thấy hết đau lưng nè, khỏe trong người con nè, cho nên con ăn. Mà mỗi lần con muốn ăn mặn lại cái mỏ con nó phù phù lên như này thầy. Nó kêu đáng đời đi. Lạ ra con nghĩ là kêu thôi giờ con không có ăn chay nữa, để về hưu thì thai rồi mới về ăn chay. Thì thai là về hưu phải không? Rồi sao, trời ơi, vừa nói như vậy chưa kịp ăn là cái miệng nó phù lên, nó mọc giống như cái dãy cá trong mỏ. Bởi vì sao vậy? Bởi vì khi nghĩ đến cái chuyện ăn mặn, cái nghiệp ác lôi tới liền, hiểu không? Bởi vì nó xuất hiện mau quá. Còn quý vị nghĩ đến ăn mặn mà quý vị chưa bị cái nghiệp ác nó đến, là cái phước quý vị còn để nó che chở. Có cái cô đó, chúng tôi kêu cô ăn chay đi. Ông chồng nói em sáng nay có, tức là cô nghe pháp chúng tôi xong là cô nói ăn chay hay ăn mặn, ăn chay hay ăn mặn. Cứ suy nghĩ hoài, sáng ông chồng kêu em có tô bún thịt, bún bò gì đây ngon lắm, em ăn đi. Một vô ăn như cái mỏ nó phù lên vậy nè. Cô hoa tâm cũng còn ngồi đây chứ đâu đâu. Cô hoa tâm ở Gò Công hôm nay cũng theo chúng tôi qua pháp hội, bữa nay có tham dự nè. Cái mỏ nó sưng lên. Là gì? Cái nghiệp xấu nó tới liền. À, chứ không phải Phật bắt mình phù mỏ đâu, Phật nào mà bắt phù mỏ dữ vậy. À, thì quý vị đồng tình với chúng tôi, đã ăn chay thì một chút trứng gà này thôi, mình thấy lợn khợn trong tư tưởng không ổn thì thôi, bỏ qua một bên, được không? Rồi. Bây giờ hỏi nhỏ nhỏ nè, hỏi nhỏ nhỏ mà hỏi thiệt nha. Ai ăn chay trường giơ tay? Mấy con nữa, còn nữa kia ăn gì? Ai mà kêu ăn chay trường là giơ tay mạnh lắm. Mà kêu ai ăn mặn giơ tay lên không giúp nhau. Tội nghiệp. Hôm nay nói làm sao nha. Hôm nay nói làm sao về mà ăn chay trường nha. Giờ nói nghe nè. Nhờ cái chuyện mà hỏi ăn trứng gà, giờ nói nghe nè. Ấn Quang Đại Sư nói tứ sanh phụ mẫu, noãn sanh là trứng, thai sanh là loài heo, loài bò,
thấp xanh là thồi trùng ẩm ướp, quá xanh là những con nhộng nó nằm trong đó, nó chuyển thành có cánh nó bay ra, lo quá xanh là súc xanh. Điều là cha mẹ, gọi là tứ xanh phụ mẫu. Vậy ăn thịt chúng sanh là ăn thịt cha mẹ. Lắng nghe cho kỹ này, trong kinh nói chứ không phải thầy Nhàn nói mà áp đặt quý vị đâu nghe. Nếu bây giờ cái điều kiện ăn chay trường chưa được thì cố gắng ăn chay, ăn chay trường không được thì cố gắng cứ một tháng ăn khoảng 4 ngày hoặc 10 ngày. Còn không nữa thì quý vị khỏi ăn chay trường cũng được, mà quý vị ăn chay ngày, mà ngày nào cũng ăn là được. Nghe không, ăn chay trường là ham lắm, nhưng mà kia ngày ăn chay ngày, ngày nào cũng ăn cũng chứ ăn chay trường rồi. Không. Bây giờ mới lật bộ bối của Ấn Quang Đại Sư này. Ăn thịt có chất độc, do chúng bị giết, tâm oán hận kết lại, bởi thế khi ôn dịch lưu hành, người ăn chay rất ít bị nhiễm phải. Hơn nữa, thịt là vật uế trược, ăn vào máu sẽ bẩn tinh thần tối tâm. Ăn vào máu sẽ bẩn tinh thần tối tâm, thấy mạnh mẽ ngay đó, nhưng hiệu quả tan đi rất nhanh. Thịt là vật uế trược, ăn vào máu sẽ bẩn tinh thần tối tâm. Đây, Ấn Quang Đại Sư nói nha, chứ không phải thầy Nhàn nói, thầy Nhàn chỉ đọc lại thôi. Vì sao ăn thịt tinh thần tối tâm? Vì thịt này nhiễm phải tư tưởng của loài súc sanh, mà loài súc sanh là si mê. Lắng nghe nha. Cho nên quý vị ăn vào tinh thần quý vị tối tâm, và ăn thịt vào máu sẽ bẩn. Máu bẩn là sao? Là máu dơ. Máu dơ cái là máu bệnh. Máu bệnh gọi là ung thư máu. Như vậy hôm nay chúng ta ăn mặn mà để tinh thần sáng suốt là chuyện này không có. Mà tinh thần không có sáng suốt thì quý vị làm việc gì nó cũng bị thất bại. Mà công việc mình bị thất bại thì mình sẽ đau khổ. Vì tinh thần không sáng suốt thì bị lầm lẫn. Lầm lẫn thì bị thất bại. Mà thất bại thì có đau khổ thôi. Cho nên muốn không bị thất bại thì nên ăn chay. Vì vậy cho nên thành ra Ấn Quang Đại Sư mới nói là ăn vào tinh thần tối tâm. Nhưng ăn rau cỏ là vật thanh khiết của trời đất. Ăn vào khí thanh, khí là hơi thở, khí là không khí á. Hơi thở mình được thanh, trí rạng, khỏe mạnh lâu, già chậm. Già chậm là chậm già, mà chậm già thì trẻ lâu. Đúng không? Cái tiếng của Việt Nam là như rứa. Và gì nữa? Là khỏe mạnh. Ồ, bữa nay bà mạnh lại chưa? Tức là bà đau đó. Cô đau cô mạnh lại chưa? Là người này không có bệnh, mạnh là không có bệnh, khỏe là sức khỏe họ dẻo dai. Từ cái ăn chay thôi mà sao Ấn Quang Đại Sư nói hay thế? Mà bởi vì mình làm không được. Có mấy cô Phật tử đó nói: tôi là con của Phật rồi nè, ông bà chưa quy y là chưa phải con của Phật. Cái ông đó ông hỏi ăn chay chưa? Kêu chưa. Là ông đó ông hỏi lại cái ông chưa quy y đó đó: ông bà ăn chay chưa? Ăn rồi. Nhưng mà ăn rồi bà cũng chưa phải con của Phật đâu, bởi vì bà chưa quy y. Nhưng mà Phật dạy mình quy y rồi, nhưng mà mình còn ăn thịt chúng sanh thì mình gì? Mình quy y mới có nữa. Cái này nói hơi nặng chút, hơi đụng chạm. Bởi vì thịt là vật, là gì? Là món khoái khẩu. Mà bây giờ ông thầy ông đè đầu ông nói cái vụ này, mình cũng đang khựng khựng, mình cũng đang lo, nhưng chiều về gặp nồi thịt kho quất liền ăn ngay. Bởi vì sao? Quên hết lời ông nói, quên hết cái lời Ấn Quang nói rồi. Chị nghĩ làm sao ăn vô cho nó khỏe mạnh lên, ăn sao ăn vô cho nó khỏe. Cho nên từ cái chuyện mà trứng gà, chúng tôi muốn nói cho quý vị thêm cái chuyện ăn mặn ăn chay. Chứ hôm nay không có nói về cái chuyện ăn mặn ăn chay, không có nói về cái 10 công đức phóng sanh ăn chay. Tiếp tục đọc câu hỏi. Kính thưa thầy, con là một trong những người trong nhóm đi hộ niệm. Con cũng như các bạn đi hộ niệm cũng có một câu hỏi: người được mình hộ niệm đã đi về cảnh giới nào? Có thật vãng sanh không? Chúng con nghe các vị tổ, các vị sư bảo người nào chết biết trước ngày giờ, nóng ở đỉnh đầu, tay chân mềm mại, gương mặt đẹp. Người nào có được những điều trên đây là lúc chết thì người đó chắc chắn được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Cổ Đức Phật A Di Đà, kính thưa thầy, chúng con đi hộ niệm có khi 2 tiếng, có khi 4 tiếng, có khi 8 tiếng, tùy theo bệnh.
viện cho phép. Sau đó chúng con thấy người chết có người tay chân mềm mại đưa tay qua khỏi đầu, có người hơi mềm, có người miệng vẫn hả, mắt không khép. Chúng con không có sơ đồ, chỉ có người thấy điều nhóm hộ niệm kiểm tra. Con thấy ca hộ niệm nào thấy người chết tay chân mềm mại là người đứng đầu nhóm tuyên bố nóng đỉnh đầu vãng sanh. Kính thưa thầy, như thế có đúng không? Lúc sống không biết niệm Phật, lúc chết thân nhân mới ban mời ban hộ niệm đến tay chân mềm mại, cho đó là vãng sanh. Sao mà dễ dàng vãng sanh thế thầy? Ý của cô nói rằng là cái người mà ra đi á, thực sự cái người này vãng sanh á, là người này vãng sanh mà vãng sanh cực lạc á nha. Hai danh từ vãng sanh dễ bị lạm dụng lắm. Vãng là qua, sanh tức là qua bên đó sanh. Qua cõi trời sanh gọi là vãng sanh cõi trời. Qua cõi địa ngục sanh gọi là vãng sanh về địa ngục. Về cõi người sanh gọi là vãng sanh về cõi người. Vãng sanh của cái tiếng Hán nghĩa là qua kia mà sanh thôi. Nhưng mà phải có hai cái phụ từ ở sau đó là sanh về đâu. Vãng sanh cực lạc là về Tây Phương cực lạc. Mà cái người vãng sanh Tây Phương cực lạc, cô này cô nói đúng là phải biết ngày giờ, và người đó phải niệm Phật và thấy Đức Phật A Di Đà thì người này chắc cú là vãng sanh. Nhưng mà những người này được hộ niệm, tay chân mềm mại, đỉnh đầu ấm, thổi tướng đẹp, thì mình phải tuyên bố người này là vãng sanh về cõi lành, chứ đừng có nói vãng sanh về cực lạc. Nhớ không? Nếu mà vãng sanh về cực lạc mà người ta không có biết ngày giờ, không có thấy Phật và không có niệm Phật, mà gọi rằng ra đi trong cái hơi thở cuối cùng vẫn là câu niệm Phật á, mà người ta gọi rằng bị bệnh nằm đó mà ra đi á, mà ra đi thổi tướng đẹp là sanh về cõi lành. Mà quý vị nhớ nha, cái chỗ này quan trọng nè. Thường cái người vãng sanh mà biết ngày giờ chắc cú vãng sanh là người này không bệnh. Cái thân nghiệp này mà họ chuyển không được thì cái tâm họ mà cảm với Phật hơi khó. Vì sao vậy quý vị? Bởi vì họ biết rằng lúc vãng sanh thân nghiệp này nó rất là dữ dội, nó phá cái chuyện vãng sanh của mình, nó đau đớn, nó quằn quại. Cho nên bây giờ họ không ăn thịt chúng sanh, họ phóng sanh, thì họ được cái nhân là lúc lâm chung họ không bị quằn quại đau đớn, thân thể đau đớn, và họ tiếp tục họ niệm Phật thì thân không đau bệnh mà tâm không hôn mê thì họ chắc cú. Mà muốn hai cái này là phải làm gì? Làm cái nhân không ăn thịt chúng sanh và phóng sanh. Đây là cái nhân để lúc ra đi thân không đau bệnh, và họ thường xuyên niệm Phật để lúc ra đi và tâm không hôn mê. Thì chúng tôi nói quý vị chịu làm cái này thì quý vị chắc cú, quý vị yên tâm. Quý vị yên tâm. Cho nên câu này cô nói là có nhiều người nói là mới hộ niệm tay chân mềm mại đến đầu ấm mà tuyên bố họ vãng sanh Tây Phương cực lạc là không đúng. Đúng là không nên tuyên bố như vậy, mà tuyên bố vãng sanh về cõi lành thì hay hơn. Để cái ban hộ niệm và cái người tuyên bố đó chắc cú. Chắc cú là gì? Mình nói mà có cái bọc lót. Bọc lót đó nghĩa là người ta hỏi vãng sanh về đâu, kêu về cõi lành. Nếu mà họ về cực lạc thì càng tốt, còn không hề cực lạc mình cũng không bị vọng ngữ. Hiểu không? Cho nên thầy nói thường thường là thầy hay bọc lót lắm. Nếu đủ duyên 2016, chữ nếu đó là cái liên từ nó hay lắm. Còn không đủ thôi. Nghe. Khi lúc, cái nghĩa là khi lúc bệnh gần chết, đau đớn á, thì mình có nên chích thuốc cho người đã chết không? Ý câu hỏi này là vậy. Quý vị thấy nên không? Không nên. Vì sao? Vì mình chích thuốc đó là mình khởi cái tâm ác cho người đó chết. Mình phải để thọ mạng họ hết, họ tự chết, mình không xen vào cái nhân họ quả của họ. Được chưa? Mà mình cứ niệm Phật, họ muốn chết lúc nào họ chết. Được không? Họ đau cỡ nào thì cứ việc niệm Phật niệm riết, họ đau quá, họ đau quá rồi cuối cùng họ cũng bám vô câu niệm Phật à. Có một sư cô, cô nói thầy ơi, con đau quá thì chích thuốc cho con chết. Thì kêu thầy không dám làm chuyện này. Bây giờ con đau quá, con khổ quá, thôi thầy cho con chết sớm đi. Thì kêu không được, cô phải bằng lòng với cái nghiệp đó, cô phải chấp nhận để cô trả. Và gì? Và cô phải niệm Phật đi, nhờ cái đau đó mà cô an tâm và cô quyết tâm. Và Phật kêu lấy khổ làm thầy, và cô nhờ cái đau khổ đó mà cô niệm Phật tha thiết. Đôi khi cô cảm với Phật cô về, chứ cô chết cô mất cái cơ hội để mà niệm Phật sao? Đúng không? Cho nên đừng có chích thuốc nha. Má của người bạn bị ung thư não, họ đạo Công giáo, con là Phật tử, không biết trợ duyên cho người bệnh như thế nào, khi xin thầy chỉ dạy.
Nếu mà người Công giáo đó có trong gia đình biết tin mình đến mình khai thị, mình chỉ họ niệm Phật mà khó lắm, theo đạo giáo khác rất là khó. Mà nếu mà họ chịu niệm thì mình cứ việc cho họ niệm Phật, bởi vì mình đâu có biết Chúa là ra sao, mình cũng không có duyên với Chúa, mà bây giờ mình chỉ họ niệm Chúa, chẳng lẽ mình nhồi niệm Chúa với họ, đúng không? Mình phải giữ cái lập trường của mình chứ, còn không chịu thôi đừng ai nấy đi về nhà ngủ, đúng không? Bạch thầy, con xin được hỏi thầy, các vong linh thấy nghe và cảm giác ra sao khi có sáu căn mắt, mũi, lưỡi, thân còn nữa? Cảm ơn thầy. Nếu có người trong gia đình phỉ báng Tam Bảo, không tin Phật pháp mà muốn ở chung nhà với mình nên từ chối họ không? Vong linh họ thấy nghe như thế nào? Lắng nghe nè. Họ thấy mình mà mình không thấy họ. Họ nghe mình nói mà mình không nghe họ nói. Bởi vì cái cõi âm dương nó cách biệt, và họ sống bằng cái thân của tư tưởng, mà chúng tôi thì không thấy được họ và không có ngoại cảm nghe họ nói gì hết. Họ chỉ nhập vô họ nói, mà chúng tôi nói quý vị nghe, cái lượng người mà nhập gặp chúng tôi không dưới 100 người. Cái lượng người nhập mà gặp chúng tôi không dưới 100 người đâu. Chúng tôi tính đó, tính là gặp mà nhập, gặp nói chuyện á, nhập nói chuyện á, còn chưa nói là cái người nhập đó người ta nói bây giờ có mấy ngàn người nữa, cái chuyện đó là không tính. Vì vậy chúng ta muốn nói với vị là cái chuyện mà họ để nói chuyện với mình là cái chuyện vô cùng khó. Mà mình đừng có nói cái chuyện mà không có nói với mình mà không có nha. Có đó. Oregon vừa cúng xong một cái là nhập vô liền. Mà bà cụ đó bà nghĩ rằng chết là mất á, cho nên nhập vô đứa con của bà. Bà đứng mà nhìn thấy chúng tôi tới, chúng tôi hỏi xong, họ đòi theo chúng tôi kêu thôi để dắt lên tịnh xá Ngọc Châu á, của sư cô Liên ở trên Hốt Lành á. Hôm sau chúng tôi cũng hứa đúng lời hẹn, cũng là ngồi trên xe, mà chúng tôi ngồi xe riêng, cô đó ngồi xe riêng. Đi nửa chừng nó không đòi đi nữa, đòi đi về. Chúng tôi phải ngồi nói chuyện điện thoại với ma cũng mấy lần rồi đó. Sao rồi? Kêu thôi con đi về, con không muốn đi nữa đâu, con chán lắm. Kêu nè nè nghe, hứa với thầy hôm qua thầy đã bỏ công việc, thầy đi lên để đưa cho Hương Linh lên chùa. Làm như vậy mang tội chết, thầy không thích những người như vậy lường gạt thầy. Thầy nói 1-1-2-2, thay vì hôm qua nói không lên đi thầy bỏ công thầy đi, không lên thôi chứ thầy đâu có cần gì đâu, muốn tu thầy giúp cho tu, còn không thôi chứ ai ép. Mà sao lại đồng ý đi mà bây giờ lại không chịu đi? Là do cái gì? Nói vài câu thôi đi, o vậy mới được chứ. Bây giờ chúng tôi có duyên nói chuyện với ma. Bởi vì mình nói họ là phải nói thẳng thắn như vậy thôi. Còn hôm qua không chịu đi thì thôi thầy khỏi phải đi, thầy bỏ công thời gian, bây giờ tự nhiên đi nửa chừng đi về, làm gì lát lát kỳ vậy. Hôm qua bữa chúng tôi nói vậy chịu đi, lên cho nó 4-5 người nhập nữa chứ. Bạch thầy, con có nguyện cúng 100 tượng Phật Di Đà và in kinh, vậy nhờ nhân duyên gặp thầy con gửi tiền bằng cách nào để cúng? Thầy chỉ giùm con phương tiện nào cho dễ liên lạc cúng dường. Hôm nay và hôm sau con là Như Trang, số phone. Thứ nhất, chúng tôi qua đây không có chủ trương đi vận động xây chùa in kinh, tức là không có kêu gọi quý vị phải gửi tiền vô, mà cái này là tình nguyện. Thì cái thùng ở bên ngoài đó quý vị cúng 5 đồng, 10 đồng gì đó, cứ cúng gì cúng dường cái thùng đó. Chúng tôi sẽ lấy cái thùng đó, chúng tôi làm y chang như cái tâm nguyện quý vị. Nếu mà chúng tôi làm sai là mang tội ạ. Và có nhiều người cứ hỏi cặp visit, tức là cái thẻ có cái địa chỉ mà chúng tôi không có làm. Hồi trước giờ không có đưa ai số điện thoại, ở Việt Nam không có xài. Cho các chú 5-6 số mấy chú tự xài, quý vị gọi về không có gặp. Bởi vì chúng tôi ở khu chuyên tu, hàng ngày tu với dựng phim không có thời gian. Không có thời gian nghe điện thoại, mà 5 cái điện thoại một ngày như vậy là khoảng 200 cuộc đến 500 cuộc gọi đi xin kinh, cho nên tôi nghe không nổi. Cho nên có nhiều Phật tử ở bên nước ngoài về kêu ông thầy nhàn sao khó gặp quá. Bởi vì mình chưa biết mật mã. Bên đây nói mật mã nghe, nói nhỏ nhỏ nghe nha. Ai mà có về đó mà nhân ngày chủ nhật hoặc điện trước á, là điện 0909 là không chết đó. Nha, 747474 nói rằng là có thầy nhàn ở nhà, ông kêu có. Thầy lên giảng buổi nào, nếu mình có thời gian thì kêu chủ nhật tuần tới thầy có lên, thì mình canh ngay ngày chủ nhật đó mình lên. Còn mình đi lên mình phát tâm cúng dường á, nếu mà tin tưởng chùa chúng tôi mà chùa chúng tôi thì quý vị cái việc tin tưởng mang tiền lên cứ việc cúng dường phóng sanh in kinh gì đó cứ gặp mấy chú cũng được. Còn muốn gặp chúng tôi mà có việc nào mà quan trọng mà để gặp mà cần thiết á
thì kêu là có hẹn với thầy rồi, mật mã là có hẹn nha. Nhớ không? Thì chúng tôi sẽ sắp xếp cái thời gian để tiếp quý vị, tiếp đàng hoàng á. Thật á, tiếp đàng hoàng chứ không phải là chúng tôi lơ là nói hoài đầu môi chất lửa đâu. Chúng tôi có cái tâm hiếu khách lắm, tiếp rồi cho ăn cơm nữa. Còn quý vị mà không hẹn mà cứ lên, cái kiểu mà lên ngang, tắt ngang, chúng tôi làm sao mà tiếp nổi. Quý vị biết cái lượng Phật tử mà đi lên trên Đà Lạt họ tham quan, họ đi nhiều lắm, không thể nào tiếp nổi hết. Cho nên có nhiều người, người ta nói ông thầy nhàn á, hồi trước ông nghèo dở dập, giờ ông giàu ông chảnh. Không có, đừng nói vậy, tội nghiệp thầy chứ. Không phải. Càng về sau chúng tôi càng dành cái thời gian niệm Phật với làm những cái băng đĩa với lại coi kinh nhiều. Thật sự mà nói, thì chúng tôi làm như vậy mới có những cái đĩa sản xuất ra để cho quý vị hôm nay coi. Và chúng tôi có thời gian coi kinh, tụng tu tập, thì hôm nay chúng tôi mới nói được cái lời pháp này chứ. Cứ đi rong đi chơi miết không cái chịu tu tập, sao mà lên nói những cái điều này nói. Không thật á. Cho nên hôm nay chúng tôi nói đi đến cái chạm này là cái chạm cuối, mà nó cũng gọi rằng là vừa đuối. Đuối đây tức là cái sức làm việc nó quá cỡ đi. Mà nhờ ngồi những cái buổi giảng như vậy bắt đầu nó lấy lại cái năng lượng. Nó không có buổi giảng này mà cứ làm riết là chịu không nổi. Nhờ cái buổi giảng này mà nó lấy lại năng lượng. Thì như vậy, có nhiều người hỏi, cho nên thành ra ngày mai cái đĩa đó, ngày mai cái đĩa mà Oregon á, chúng tôi có nhét cái tờ đông trong đó, cái tờ giấy á, là có địa chỉ, tên của chú Hồ Văn Hiền, tỉnh Thất Quan Âm, số điện thoại. Thì quý vị ra gửi trực tiếp về theo cái chú Hiền đó, cho chúng tôi không có nhận tiền, giao cho các chú trên đó rồi. Muốn phát tâm bao nhiêu đó thì quý vị cứ việc ra 1 đồng, 5 đồng, 100, 200, 50 gì đó tùy quý vị. Thì ngày mai nó có cái địa chỉ á, về sau gửi lâu dài thì theo cái địa chỉ in kinh phóng sanh á. Thì ngày mai chúng tôi có nhét cái địa chỉ vô trong cái đĩa, ngày mai có. Cho hôm nay phát rồi, ngày mai phát nữa là không đủ để phát. Cho nên thành ra là hôm nay á, chúng đến bữa nay đến đây nè, chúng tôi mới in nhét vô cho mấy chỗ khác không có. Do Phật tử hỏi quá mà cứ gặp đưa, chúng tôi không có thời gian, chúng tôi phải có cái thời gian phải nghỉ để sắp xếp công việc. Cho nên thành ra nhân tiện câu hỏi này á, thì ở trong cái đĩa ngày mai nó có địa chỉ đầy đủ hết, số phone cần gặp thầy nhàn thì phải nói có hẹn sao, rồi chúng tôi có ghi hết trong đó. Nhưng mà quý vị về không đủ duyên, chúng tôi tháng 8 đi qua Canada hoàng pháp, tháng 10 chúng tôi đi châu Âu hoàng pháp, ở bên đó thì quý vị không có, chúng tôi ở nhà thì kêu có hẹn thì mấy chú cũng kêu không có, thầy ở nhà cũng bó tay. Phải đủ duyên ha, cũng như thầy gặp Hòa Thượng Tinh Không cũng chua lắm á quý vị. Rồi hôm nay có rất nhiều người chuẩn bị phong bì sẵn để lên cúng dường, nhưng hồi nãy chúng tôi không thể ra được. Với 600-700 người này chúng tôi ra đứng, quý vị cái vụ mà quay chụp hình với lại là vây chúng tôi chụp hình với lại là cứ đưa cúng dường là chúng nữa chúng tôi ngất xỉu, không vô giảng nổi đâu. Đúng không? Thôi mình cúng Phật biết, cứ để ngoài cái thùng đó đi, thầy làm y chang với quý vị. Còn ban tổ chức này họ lo đủ hết rồi, cái thùng đó là cúng dường tâm bảo với phóng sanh, thì thầy cúng dường cho các thầy quý sư cô phóng sanh in kinh cho quý vị, chứ ban tổ chức cũng không có tổ chức cái này ra để gây quỹ hoặc lấy đồng bạc nào của quý vị đâu. Quý vị yên tâm đừng sợ tốn tiền nha, mai đến đi nha. Cái chuyện tiền bạc chúng tôi cũng phải cảnh giác, và chúng tôi cũng nghĩ rằng đối với chúng tôi thực sự nó rất là tầm thường. Nghe chỗ này quan trọng nha. Người quân tử xem chữ tài rất rất tầm thường. Tức là bên đạo Nho nha, đạo Nho chứ không phải đạo Phật nha. Họ xem đồng tiền rất tầm thường, mà họ xem đạo nghĩa mới là quan trọng. Đạo đây là đạo đức, nghĩa đây là tình nghĩa con người. Còn kẻ tiểu nhân xem đồng tiền quan trọng, xem đạo đức rất tầm thường. Họ muốn nói tầm thường ở đây là họ không bị lệ thuộc nó, họ không bị nó trói buộc. Cho nên thành ra chúng tôi từ cái hoàn cảnh nó nghèo dữ lắm, không có tiền mua bình ga, mà chúng tôi niệm Phật đến ngày hôm nay thì chúng tôi tin công đức niệm Phật. Cứ đi thuyết pháp đi, cứ đi in kinh đi, cứ đi phóng sanh đi, cứ đi mà mình tiền truyền bá chánh pháp đi, thì mình cần cái gì nó có cái đó, không sao, không có lo. Không, thực sự chúng tôi cảm giác được điều này đó quý vị. Cần là cần sao? Tự nhiên cái miếng đất ở trước chùa quý vị, sao người ta trồng rau trồng đồ, cái phân nó cứ bay lên trước chánh điện nó hôi, không ai dám cất nhà trước chùa. Cái cô Vĩnh cô nói thầy,
Bây giờ miếng đất này con bán 2 tỷ á thầy. Thầy kêu, trời 2 tỷ làm gì có tiền mua, thôi để đó đi. Thầy làm gì 2 tỷ, gặp thầy mà hỏi lượt. Thì cuối cùng cái hai cô bên Úc giờ ngồi bên cạnh hỏi 2 tỷ là nhiêu thầy. Như 2 tỷ 100 ngàn, kêu thôi bàn nữa tôi nữa đi. Rồi đưa 2 tỷ mua miếng đất. À, tự nhiên có tiền nó khỏe ra à? Sao tự nhiên nó có tiền khỏe ta? Vì sao vậy? Bởi vì nó có công đức sẵn rồi mà. Công đức là công đức in kinh. Nhưng mà nó hôi thối quá cũng muốn mua, nhưng mà không có tiền sao không mua. Nhưng mà tự nhiên người ta mang tiền tới à? Nó chưa đủ duyên, nó đủ duyên cái mang tới à? Họ lạ nha. Rồi thêm miếng đất khác cũng vậy ha. Chúng tôi thấy cái sự gia trì mà khi quý vị đủ công đức rồi nó tới một cách nhẹ nhàng. Còn không có thôi cho trời ơi, làm quá trời làm mà buồn phiền là rầu rĩ râu ria nó ra rậm rạp nữa. Bạch thầy, từ lâu con mơ ước được diện kiến thầy. Ai đó nay diện kiến chưa? Diện kiến thầy nhưng không duyên, giờ này thì con đã được thực sự con không hiểu mấy về pháp môn của Phật, nhưng con rất thích pháp môn niệm Phật, nhất là con cố gắng học bằng cách nghe các đĩa giảng internet của thầy thôi. Có một hôm con nghe được pháp môn niệm Phật không có thật, chỉ bắt chước Trung Quốc thôi chứ không phải Phật Thích Ca nói, xin thầy hoan hỷ. Nhưng con vẫn luôn niệm Phật, nhưng có nhiều người nói là pháp môn niệm Phật là mấy ông thầy á, mà các thầy cũng có nói, hòa thượng cũng có nói là pháp môn niệm Phật là những vị thầy bên Trung Quốc nó truyền qua thôi chứ Phật Thích Ca không nói. Thì chúng tôi cho những vị thầy, những người nói đó chưa hiểu gì Phật pháp. Nếu Phật Thích Ca không nói thì ai nói ra kinh A Di Đà? Hiểu chưa? Nói không có lý, tức là nói kiểu mà nói hầm hồ. Mình không nên nghe mấy cái người này. Ai nói ra 48 lời nguyện kinh Vô Lượng Thọ? Ai nói kinh Quán Vô Lượng Thọ cho bà Vi Đề Hy? Phật Thích Ca. Nhiều đó thôi, không còn trả lời nhiều. Còn cái chuyện họ tin hay không là quyền của họ. Tự nhiên chúng tôi nói đến đây chúng tôi cảm xúc đó. Nếu có thời gian chúng tôi nói cho quý vị, những người mà bất tín tam bảo, hỷ bán, không hiểu về về cái gì, pháp môn tịnh độ rồi bắt đầu làm cho người ta thui chột niềm tin là đọa lạc như tin bắn. Trời ơi, rành rành Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói kinh A Di Đà tại kỳ viên tịnh xá năm nay nè. Chúng tôi tới tại kỳ viên tịnh xá bên Ấn Độ, chúng tôi có ngồi tại đó tụng cuốn kinh Vô Lượng, cuốn kinh A Di Đà. Anh Nguyễn Trung Toàn, giám đốc công ty Hoa Thiền, hôm nay anh cũng có đi qua với chúng tôi, anh có tham dự pháp hội ngày hôm nay, hôm qua anh có phụ anh làm ở đây nè. Chính ảnh là người dắt chúng tôi, đoàn chúng tôi đi tới tại nơi cái gốc cây á ngang mà Đức Phật nói á, tại nơi kỳ viên tịnh xá Đức Phật nói kinh A Di Đà đó. Chúng tôi ngồi tụng kinh A Di Đà lên trên núi Kỳ Xà Quạt á, ngồi tụng kinh Vô Lượng Thọ. Mà kinh nào mà nói tôi nghe như vậy đó là ngài A Nan nghe. Mà kinh nào không có nói tôi nghe như vậy á là không phải cái ngài A Nan trùng tiên, là không phải kinh của Phật. Mà kinh A Di Đà có nói tôi nghe như vậy không? Hôm nay quý vị tin chưa? Cho nên quý vị đừng có nghe láng sáng những người khác, họ làm quý vị mất niềm tin đấy. Nguy hiểm lắm. Mình tịnh độ thì chỉ theo người tu tịnh độ, đừng có theo hỏi mấy người tu pháp môn khác, họ không thích đâu. Và họ không thích mình tu tịnh độ, họ kéo qua họ bác mình đó. Cho nên chúng tôi hôm nay là đang củng cố quý vị cái niềm tin nè. Dầu cho ai bác gì bác nữa, mà mình gì? Mình cứ việc lo dẫn sanh. Như cô này á, cổ vẫn thấy ăn no, tức là cổ vẫn thấy niệm Phật an lạc, cho nên cổ niệm. Con tên là Trần Đình Thăng, pháp danh Nguyên Nhàn, và vợ là Lê Thị Thao, pháp danh Nguyên Khai. Chúng con phát tâm tu học đã nhiều năm nay và phát tâm ăn chay trường. Mỗi lần nghe ăn chay trường sao mình thích thế, bây giờ nó cùng phe với mình đó mà. Nhưng mà không phải người không ăn chay mà ghét đâu nghe. Không, thực sự mà chúng tôi nghe quý vị ăn chay, trong lòng chúng tôi cảm giác vui lắm. Vui còn hơn quý vị cho chúng tôi tiền bạc đô la học sòn thì vui lắm. Bởi vì đây là cái gì? Đây là cái công đức để dành cho mai hậu lúc lâm chung thân thể không đau bệnh. Hay lắm. Ăn chay trường 2 năm nhưng ở trong nhà, nhưng ở trong gia đình con cháu chưa có giác ngộ được, cho nên con vẫn dùng chén bát. Con vẫn dùng cái chén bát của họ đó, bây giờ trong nhà vẫn ăn mặn á, thì có được hay không? Nếu trong nhà mình đó nghe, mà gia đình dễ chịu á, thì mình để riêng một cái chén cho nó sạch sẽ luôn, một cái bên riêng á, để nó không có nghe cái mùi tanh hôi.
Còn nếu trong nhà mình không đồng ý cái chuyện mình ăn chay á, thì mình có thể ngồi ăn chung với cái mâm cơm mặn, và có thể mình gấp rau trong nồi thịt mình ăn. Bởi vì gia đình ép quá, cho nên mình phải gấp rau trong nồi thịt mình ăn. Nhưng mình không thèm thịt thì người này vẫn ăn chay. Ai? Lục tổ Huệ Năng. Ở trong đám thể săn 16 năm, lấy rau trong nồi thịt ăn. Người ta đưa xuống cho Ngài, Ngài bắn chậm. Mà Ngài ở trong đó 16 năm mà tâm Ngài không sát sanh, ở đám thợ săn mà không sát sanh, đó là cái biểu pháp của Ngài đó. Và ở trong cái đám trần, cái người sát sanh, đám sát sanh mà Ngài không có giết, có bắn đi đưa súng Ngài bắn chặt đi. Và ở ăn chung với mâm mặn mà Ngài không nhiễm mặn. Bây giờ thì sao? Bởi vì Ngài không thèm, Ngài chỉ rắp rau ăn thôi. Nhưng cái chú hồi nãy kêu con ăn mà con ăn bún mà con ăn nước mà con không có thèm, thầy kêu như vậy là ăn chay. Bởi vì cái tâm mình không thèm thịt cho nên nó không tạo thành nghiệp. Bởi vì hoàn cảnh của mình á, vì hoàn cảnh của mình là gia đình không chịu, cho nên son nồi nếu mà gia đình khó khăn lắm, chén bát thì mình cứ chịu cố gắng ăn chung không sao. Nhưng mà nếu gia đình mà quan hỷ thì mình để một cái chén bát riêng để mình ăn cho khỏi hôi mùi tanh. Mình phải tùy nghi yển chuyển nha. Tùy nghi yển chuyển. Có cái cô đó có ăn chay mà ông chồng có gấp thịt ông bỏ vô, ông kêu đồ ngu, bò nó ăn rau ăn cỏ, mà bây giờ bà giống bò rồi đó. Trong rồi ông chửi ông la, mà cô ăn vô là bắt đầu đi ngoài. Cô cố gắng mà riết, bây giờ ông chồng phải chấp nhận. Tôi nói quý vị là chánh phải thánh tà. Nhưng mà không phải trong này thầy kêu ăn mặn là tà đâu nghe. Mà ý thầy muốn nói là cái tâm mình chân chánh thì gì, có Phật gia trì thì một thời gian á, người ta cũng sẽ hỗ trợ mình thôi, không sao. Rồi. Quý vị quan hệ không à? Chúng sanh và chư Phật giống nhau chỗ nào? Khác nhau chỗ nào? Chùa cầu hậu này là cao thủ võ lâm lắm đó nha. Chúng sanh và Phật giống nhau chỗ nào? Giống nhau là đồng nhất thể, thể tánh giống nhau. Và Phật nói rằng tất cả chúng sanh là Phật sẽ thành, vì có Phật tánh giống như chư Phật, ở tại thánh không tăng và tại phàm không giảm. Nhưng khác nhau là ở tướng và dụng. Tướng của mình không được 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Dụng của mình là không được ngũ lục thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mệnh thông, thần túc thông và lậu tận thông mình chưa được. Cho nên khác nhau ở tướng và công dụng. Mình với con chó khác nhau ở điểm nào? Con chó thì đi bốn chân, khác nhau ở tướng. Và dụng của con chó ăn là nó ăn phân. Còn dụng của con người là biết thông minh hơn nó, là lựa cơm mà ăn. Là dụng khác nhau. Nhưng thể tánh của mình với con chó giống nhau không? Ủa giỏi vậy. Được, đúng rồi. Thể là giống, nhưng dụng đó là hành động và tướng khác nhau. Hiểu rõ không ạ? Phật A-di-đà và Phật Thích Ca giống nhau chỗ nào? Khác nhau chỗ nào? Câu hỏi này gần như là câu hỏi người ta biết rồi người ta hỏi. Cái cách hỏi như vậy. Nhưng mà chúng tôi vẫn trả lời. Phật A-di-đà giống nhau với Phật Thích Ca nhiều lắm, nhiều cái giống lắm. Đã thành Phật là giống nhau hết rồi. Nhưng mà có cái khác. Giống chỗ nào nói trước nè. Giống chỗ đó là tất cả các vị Phật đều mục đích là độ chúng sanh thoát khỏi sinh tử luân hồi. Giống nhau chỗ này. Được chưa? Mà khác nhau ở là cái cảnh giới của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sanh, Ngài thị hiện thành Phật ở cảnh giới này, tuổi thọ chỉ có 100 tuổi hoặc 80 tuổi, Phật Ngài phải thị tịch lúc 80 tuổi. Khác nhau ở cái cảnh giới. Nha. Và cái cõi giới này thì gọi là ngũ trường ác thế, gọi là y báo của Phật Thích Ca Mâu Ni khác. Mà y báo của Phật A Di Đà là nhà làm bằng sa cừ mà não san hô, khác nhau ở y báo. Hả mà? À, như vậy khác nhau ở nơi nguyện lực nữa. Nguyện lực của Phật A Di Đà mà mọi Phật mười phương chư Phật nói là thập phương tam thế Phật A Di Đà đệ nhất, và ánh sáng của Phật A Di Đà sáng hơn ánh sáng của mười phương chư Phật. Coi lại đi, coi lại kinh Vô Lượng Thọ đi, ngày mai coi lại nghe. Ánh sáng của Phật A Di Đà sáng hơn ánh sáng của các Phật khác. Vì sao? Vì do cái nguyện lực của Phật A Di Đà trong lúc bắt đầu tu cái nhân địa là phát nguyện rằng cảnh giới của con khác hơn cảnh giới của mười phương chư Phật. Đức Phật A Di Đà nguyện đó là phát tạng tỳ kheo á, và ánh quang minh của con là sáng hơn và phủ trùm mười phương pháp giới hơn của các vị Phật khác. Hơn đây không phải là Phật A Di Đà hơn thua, mà Phật A Di Đà muốn phát cái nguyện lớn như vậy thì Ngài phải bỏ công sức tu hành rất nhiều. Vì sao vậy? Vì Đức Phật A Di Đà là pháp tạng tỳ kheo sanh ra ngay cái thời mà Đức Phật Thế Gian Tự Tại Vương Như Lai á, cái thọ mạng đến 42 đại kiếp,
Cho nên thấy cái thời gian 42 đại kiếp thừa đủ sức để Ngài làm những chuyện này. Thấy chưa? À, như vậy Phật đạo đồng, và Thượng Tịnh Không nói Phật Phật đạo đồng. Đạo đồng là tên lý thể, nhưng trên nguyện lực và cảnh giới khác nhau. À, nhớ nghe. Thực ra mà nói, chúng tôi cũng mong quý vị hỏi những câu hỏi mình đang bị vướng kẹt trong cái chuyện tu hành đó, hay hơn là hỏi những cái chuyện nó cao siêu quá. Dĩ nhiên chúng tôi phải trả lời, nhưng mà nó ngoài cái thực tế mình quá. Một cái thực tế nhất là quý vị hỏi làm sao mà mình đang khúc mắc này nè, mà đang tu hành này nè, thì cái đó nó hay hơn. Mà không sao, cõi tịnh độ có chịu ảnh hưởng của luật hành vũ trụ hay không? Nghe nè, tất cả cảnh giới hữu hình thì hữu hoại, nhưng mà cái hữu hoại của cái cảnh giới cực lạc nó quá lâu, do cái nguyện lực của Phật A Di Đà. Gọi rằng là gì? Cái thọ mạng kiếp vận của cảnh giới cực lạc, khi Đức Phật A Di Đà mãn phần đi một cái quốc độ khác á, thì Đức Quan Âm lên kế vị. Mà Đức Quan Âm lên kế vị rồi, bắt đầu Đức Quan Âm đi một cái cảnh giới khác để thành lập một quốc độ, để Đức Đại Thế Chí lên kế vị. Mà Đức Phật A Di Đà mà để đi một cảnh giới khác á, thì nó vô lượng đời kiếp trên cảnh giới cực lạc lâu lắm. Cho nên quý vị đừng có lo trên đó là nó bị gì, nó bị hoại giống như ở cảnh giới ta bà này. Không, cảnh giới cực lạc là do nguyện lực của Đức Phật, cho nên thành ra cái thời gian nó kéo dài rất lâu. Còn cái cảnh giới mình là do nghiệp lực, cho nên thành ra nó bị xáo trộn nhiều thứ, động đất nè, rồi bão lửa, bão gì tùm lum hết trơn. Gọi là quốc độ, Đức Phật Thích Ca nói là quốc độ ta bà là quốc độ nguy thí. Cho nên Ngài khuyên mình đi về cái quốc độ cực lạc. Hiểu chỗ nào? Cho nên cái quốc độ ở Tây Phương cực lạc nó cũng có cái sự vô thường, mà cái sự vô thường nó quá trời lâu luôn. Và đủ cái thời gian để chúng ta thành Phật, yên tâm. Nếu Phật tử niệm Phật hàng ngày để được vãng sanh thì quá tốt. Còn những người không làm được việc này thì ở quận Cam này có bạn ban hội niệm ở Việt Nam không? Nếu những người mà người ta nói người ta không có thời gian niệm Phật á, thì cái lúc mà chết á, cái ở cái nơi này có cái người đến hộ niệm cho họ không, thì chúng tôi khuyên quý vị không ỷ vào ban hộ niệm, mà mình phải gì, ỷ vào cái tự lực của mình và tha lực của Phật. Hiểu chỗ này không? Ỷ vào tự lực của mình và tha lực của Phật. Còn ban hộ niệm phải tùy duyên, mà muốn cái duyên ban hộ niệm lúc mình mất người ta đến với mình, thì bây giờ mình phải gieo duyên đi hộ niệm, mình tạo cái nhân này để lúc lâm chung. Trời ơi, bây giờ mình không chịu niệm Phật, không chịu đi hộ niệm, lúc mình ngáp mình kêu ban hộ niệm đến, cái chuyện này cũng có mà hơi hiếm à. Hiểu không? Không tạo cái nhân đó thì làm sao mà có cái quả, đúng không? Nhưng riêng chúng tôi chắc cái lúc ngáp người ta đến hộ niệm nhiều lắm, bởi vì chúng tôi gieo cái duyên này sâu lắm. Hiểu không? Cho nên thành ra là chúng tôi có khuyên các vị này nên cố gắng niệm Phật đi, đừng có để mình không có niệm Phật hàng ngày thì mình làm cái gì? Mình lo đi làm, kiếm ăn, kiếm tiền, kiếm nhà, kiếm cửa, kiếm của cải vật chất, bận đi kiếm cái đó, cho nên không bận kiếm, không chịu kiếm công đức. Có ai bận niệm Phật không? Không có, bận công việc không à. Thì sao? Thì lúc thọ mạng hết để mình có được cái hoàn cảnh tốt đẹp, chúng tôi nghĩ là quý vị hơi khó có. Hiểu không? Muốn có hoàn cảnh tốt thì bây giờ mình phải đi hộ niệm, mình phải phóng sanh, in kinh, ăn chay, niệm Phật, nghe băng đĩa đó, cũng như hôm nay tới nè. Gieo cái duyên này thì lúc mình ngáp mình mới có cơ may chứ. Mình không gieo cái duyên, cái nhân này thì làm sao mình có cái quả lúc lâm chung được ban hộ niệm Phật rước, đúng không? Nó phải có nhân quả của nó. Nhưng mà nếu cái người đó không ăn chay, không niệm Phật, không gì hết cả, nhưng mà vì sao lúc lâm chung người ta được, người đến hộ niệm và người ta được vãng sanh? Cái đời trước họ làm quá nhiều, vô lượng đời trước họ làm quá nhiều rồi, trong đời này họ không làm họ vẫn đủ à. Có nhiều người như ông Trương Hiện Hòa đó, cái đời này ông sát sanh quá trời, mà cái lúc ông ra đi ông niệm Phật, ông người ta khai thị cho ông, có vị khai thị ông niệm Phật cái ông vãng sanh. Cho nên đời này ông làm ít và ít làm, nhưng mà đời trước cũng làm quá nhiều, mình không bì về cái gì này. Tụng kinh vô lượng thọ lạy Phật niệm Phật 10 giờ đêm có được không thầy? À, tức là 10 giờ tối niệm có được không? 10 giờ đêm niệm có được không? Được chứ, giờ nào cũng niệm được. Nhưng mà chúng tôi khuyên quý vị á, cố gắng cái giờ nào mình cố định cái giờ đó cho nó ổn định chút. Còn quý vị đi làm nó đảo lộn quá thì không nói. Nhưng mà chùa chúng tôi thí dụ ngang, đúng 4 giờ lên khai kinh là không sai. Bởi vì đúc cái tụng kinh đó là chư thiên long thần hộ pháp đến để nghe, chứ không phải đơn giản nghe.
hôm nay tụng giờ này, mai tụng giờ kia thì ngài đảo lộn, mình đảo lộn đó, thì mình cũng hơi khó. Nhưng mà hôm sau mình cố gắng, mình nguyện hôm sau con tụng cái giờ khác, nhưng mà cố gắng là mình giữ đúng giờ thì hay hơn. Còn những người mà không đúng giờ thì cũng không sao, cũng tụng chứ không phải không có công đức. Không phải 10 giờ Phật đi ngủ, Phật không chứng, không có, Phật không có ngủ. Tụng giờ nào là cảm ứng Phật đó nha. Cô này cô sợ 10 giờ cái Phật đi ngủ, cô hỏi con tụng có được không? Giờ nào cũng được, không sao ha. Kính bạch thầy, con đã nhiều lần xem băng đĩa của thầy qua mạng internet và cũng đã ao ước trong lòng sẽ về tịnh thất của thầy tu học, và nguyện sau khi thu xếp mọi chuyện sẽ về đó, xin thầy cho tu trong phút chót. Hôm nay được dự pháp hội của thầy, con đã xúc động nhiều lần và đã không cầm được nước mắt vì sự vui mừng của mình đã dự được thật sự pháp hội của thầy. Con rất ao ước được về cộng tu ở chùa của thầy. Hiện giờ con vừa tu vừa thu xếp từ từ thì con cũng thành Phật từ từ. Để được về ở thường trụ tịnh thất Quan Âm, khi đó xin thầy nhận cho con. Cái này là gọi là tâm sự loài chim biển chứ không phải câu hỏi. Kính bạch thầy, con pháp danh Diệu Hệ, con đã phá thai nhiều lần, đến 4 lần. Dữ ạ? 3 tuần, 2 tuần. Hồi mai quy y cho các vị hưng linh thai nhi nha. Cái này quan trọng lắm. Đây là một cái tội giết người. Cái tội giết người này, nếu quý vị mà không tin Phật pháp, không quy y cho họ, không tu hành thì họ theo họ báo dữ. Mai về cái chị bài kể cái chuyện về phá thai này. Đây là một con đường chướng ngại sự vãng sanh nha. Mà con không biết, chỉ nghĩ là mới giọt máu, nhưng mà giọt máu này nó có linh thức trong đó. Mà cái linh thức này nó tồn tại trong giọt máu, cho nên thành ra linh thức này ở trong giọt máu, cho nên thành ra giọt máu này mới tồn tại, chứ không thì nó sẽ ra ngoài rồi. Vì vậy nó vẫn là một con người, nhưng mà con người này chưa hình thành dáng vóc. Nó vẫn có tâm thức, nó vẫn có hận thù, nó vẫn có thương yêu, nó vẫn có quý mến, nó vẫn có ghét ganh, và nó vẫn có trả báo thù. Nhớ cái giọt máu này, đây là giọt máu ân hệ hay là một giọt máu oán thù? Tuy rằng là giọt máu 1-2 tuần, vẫn là có tâm linh trong đó. Mà đã có tâm linh thì có sự vay trả và sự báo ân và báo oán, và có đòi nợ và trả nợ. Cho nên thành ra Đức Phật A Di Đà nói, khi mà về cực lạc phải chuyển nữ thành nam. Và người nữ cái nghiệp đôi khi họ nặng á. Họ nặng. Nghe đến chỗ này trong lòng nó xúc động. Thấy tội nghiệp họ quá. Mới là giọt máu, sau này con biết được, con có sám hối nhiều lần và đã từng nhiều lần xin lỗi với các con vì con quá nghèo và quá khổ, không nuôi nổi. Giờ đây con phải làm sao, con phải làm sao, có cách nào gửi đứa bé vào chùa thầy tu được không, và con phải làm sao đặt tên cho các cháu, xin thầy giúp giùm cho con ý kiến. Cô này cô cũng băn khoăn về chuyện này nhiều, cho nên cô nói câu hỏi này cũng cảm xúc, mà câu hỏi này cũng chung cho mọi người. Mà mọi người trong này có những người không phá thai, mà trong gia đình mình có người trong gia đình nó cũng bị liên lụy nữa. Thì bây giờ phải làm sao? Pháp danh gì? Đặt cho họ đồng một pháp danh là Diệu Âm. Diệu Âm. Quy y cho họ. Và thầy rất thích nuôi những đứa bé này ở trong chùa thầy, những thai nhi này đó. Có duyên đi về với thầy, về chùa, ở với chùa thầy. Vì vậy cho nên thành ra chúng tôi gặp nhiều thai nhi lắm. Gặp rất nhiều thai nhi. Vì vậy cho nên thành ra họ ngày mai quý vị phải nói tên đó là gì. Họ cha là họ Trần, họ mẹ là họ Nguyễn, gọi là Trần Nguyễn Vô Danh. Có nhiều người không biết đặt tên là bỏ. Trời ơi, nó nhập vô nó kêu thầy, má con á, đã bỏ con rồi mà còn đặt cho con cái tên bỏ nữa thầy. Thầy cho con cái tên khác đi. Hỏi con nam hay nữ? Nữ, thầy cho con Diệu Âm Liên An nha. Trời ơi, cái tên đẹp quá vậy thầy. Bây giờ mới có tên á. Má con đã bỏ mà còn dán thêm cái tên bỏ nữa mới chết. Trời ơi, nhiều đứa nhỏ nó nói mắc cười á. Cái này là nói sự thiệt chứ không phải nói đùa giỡn quý vị nghe.
Cái lúc nào khôi hài là khôi hài, mà khôi hài trong đạo lý, chứ không khi nào chúng tôi nói cái chuyện mà đùa giỡn giỡn trên cái pháp hội này đâu à. Nói chân thật lắm á. Như vậy cho nên thành ra chiều ngày mai chúng tôi sẽ làm một cái lễ quy y cho các vị Hương Linh Thai Nhi. Và chiều ngày mai sẽ cúng cho các vị Hương Linh Thai Nhi, mà phải dọn cái này, có một cái bàn ở dưới đất á. Ngày mai chúng tôi hỏi nói cho quý vị nghe vì sao họ kêu vào cái bàn dưới đất. Họ tranh không lại người lớn, phải cho họ ở dưới, họ bước lên cho lẹ họ ăn. Ghê gớm, ở trên tình thức Quán Âm họ xin vậy đó. Bạch Thầy từ bi và hoan hỷ giải đáp các câu hỏi sau. Giữa tiêu diêu tự tại và tiêu diêu cực lạc có mức độ tuần tự không? Xin Thầy khai thị. Thực ra cái danh từ tiêu diêu này thì nó không phải là thuần túy của Phật Pháp. Mà giữa cái danh từ là gì? Tự tại an vui. Tự tại an vui nó có giống như là tự tại ở cực lạc không? Cái tự tại an vui ở cõi này chúng tôi nói cho quý vị nghe đó. Quý vị tìm cái tự tại an vui mà nó tột đỉnh và nó miên viễn á, thì ở cõi này tìm không ra đâu. Nếu mà tìm ra được cõi này thì Phật Thích Ca Mâu Ni á, không nói cái cõi này là cái cõi ngũ trường ác thế. Và cái cõi này á, ai kêu đây là tịnh độ, tịnh độ là đây, sai với lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói. Đức Phật Thích Ca mới nói đây là cõi ế độ, đây là ngũ trường ác thế, các con hãy mau ra khỏi nhà lửa đi, ta cho xe dê xe hư xe châu nè. Cái cõi này là cái cõi nghiệp lực tạo nên, nó nguy hiểm lắm, gọi là quốc độ nguy thí. Nguy thí tức là không an toàn. Các con mau mau ra khỏi nhà lửa, vượt khót tam giới để về Tây Phương Cực Lạc. Đó là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nói cho bà Vi Đề Hy. Mà chúng ta nói đây là tịnh độ là đây. Và đây là cái tự tại rồi. Tự tại đây ai nói? Tự tại đây là hàng Bồ Tát đi vô sanh tử không bị chướng ngại mới gọi là tự tại. Còn mình chui vô bụng mẹ sanh tử là mê. Đúng không? Mê làm sao gọi tự tại? Có những người chui vô bụng mẹ ra còn nhớ cái này cái nọ, thời gian cũng lú luôn. Không phải đơn giản đâu nha. Bồ Tát còn mê khi chuyện ấm thanh văn vẫn mũi rút ra thai. Rất là khó chứ không phải giỡn tự tại với cõi này đâu. Cái vị này muốn hỏi là cái tự tại ở cõi này là cần gì mình về cực lạc nữa. Nếu ai nói để tự tại ở cõi này để cần gì về cực lạc nữa thì đó là hàng Bồ Tát nói. Được phép nói chuyện này. Còn hàng hầm phu chúng ta chớ nên nói chuyện này. Chúng tôi cũng chớ nên nói chuyện này. Mình đâu có được tự tại đâu. Vì sao vậy? Mắt của mình bị gì? Bị thua thiệt và bị bệnh. Đáng lẽ nó được thiên nhãn nhìn thông suốt hết tất cả 10 phương pháp giới mới gọi là tự tại. Tai mình nghe xuống tận địa ngục và nghe được 10 phương chư Phật gọi là thiên nhĩ thông mới gọi là tự tại. Có gì đâu tự tại. Lên trên xe ngồi nóng muốn chết, không có mấy lạnh là thôi, cho nó rung, nó nóng mà chảy mồm chảy mỡ mà hỏi tự tại. Còn cảm giác nóng mà, còn cảm giác lạnh mà. Cái người mà người ta đạt được tự tại như các vị Bồ Tát, nóng lạnh sanh tử họ đi vô, họ thấy bình thường, địa tạng đi xuống địa ngục vẫn tự tại. Đó là hàng Bồ Tát bất thối rồi, thành Phật vì nguyện lực độ sanh thì có mới nói tự tại được. Chứ còn mình tự tại ở cõi này không nổi đâu quý vị. Thôi, mong về Tây Phương Cực Lạc thì có cơ may tự tại. Gặp Phật A Di Đà bên đó đi cho yên tâm. Chúng tôi nói rõ, ai mà kêu tịnh độ là đây, đây là tịnh độ để đời sau làm người nữa. Chúng tôi thấy như vậy vì đó gan cùng mình. Vì sao? Chui vô bụng mẹ ra rồi không biết có duyên gặp được Phật Pháp. Dầu có duyên gặp Phật Pháp, quý vị biết cái khổ cơ mang nào không? Lỡ mà nó không được thì không nói, mà còn cái này cái nguyện là nguy hiểm á. Cho nên thành ra Phật kêu mình nên vãng sanh Tây Phương Cực Lạc để mình không chui vô trong cái bụng mẹ mình 9 tháng 10 ngày nằm trong địa ngục máu nữa. Cái chỗ này quý vị nên cảm giác cái điều này. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trân trọng khuyên quý vị nên về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên mới nói rằng là gì? Chư Phật sở dĩ hưng sức thế duy thiết Di Đà Bổ Nguyện Hải. Chư Phật chỉ sở dĩ ra đời là nói đến 48 lời nguyện của Phật Di Đà để chúng ta vãng sanh. Con xin có câu hỏi, con xin Thầy hoan hỷ giải thích cho con được hiểu. Con là một Phật tử nhưng chồng của con là những tín đồ Công giáo. Vậy trước lâm chung chúng con phải làm ra răng đây? Ra sao? Bây giờ phải làm răng. Bây giờ phải làm sao? Ai biểu cưới Công giáo? Nên ra nha. Về phải Phật quá gia đình nha. Nói trong này những người Công giáo có trong này đừng có mặc cảm nha. Phật quá gia đình sao? Con của mình phải cho nó giữ cái đạo gốc của mình. Cho nó ăn chay, cho nó niệm Phật, cho nó nghe kinh, cho nó đi chùa. Chúng tôi nói nha.
các thầy ở bên này mà không có cái lối giáo dục của con em á, mà nói tiếng Anh đồ đó ha, các cụ già ở đây mà chừng đai ha, mấy đứa nhỏ nó không đi chùa được. Nó đi là đi vì cái hiểu chứ không phải đi vì niềm tin như mấy người này đâu. Là chùa vắng tanh như chùa Bà Đanh một cái, không ai mà cúng dường trả biêu là chết, nó kéo chùa 30 năm sau thôi. Quý vị để ý đi, nếu các thầy mà không dạy dỗ tiếng Anh và nói cho nó hiểu tiếng Anh nó ngang, để cho nó biết, nó hiểu lý lẽ của Phật Pháp để trở về chùa. Bên này Công giáo quá mạnh quý vị phải không? Đến cái ngày mà Noel họ nghỉ một tuần, họ ăn Noel quá lớn. Ngày Phật giáo mình họ ăn cái gì đâu? Ăn chay sao họ ăn? Không. Quý vị mà kêu đạo nào cũng đạo mà cho con cái mình đi theo thời gian hết coi. Ăn hận à. Về cái là gì? Mấy đứa nhỏ nó vô nó gặp thầy, gặp rồi đó ngang. Vô cái là hai thầy. Về cái là ba thầy. Nói tiếng Anh không hả? Thua rồi. Cho nên hôm nay chúng tôi vừa qua Hồng Kông gặp Hòa Thượng Tịnh Không, chúng tôi thấy quá trời thua thiệt tiếng Anh. Nếu không có chú Nhận Minh bên Hilton Texas á, nói tiếng Anh để xin cô đó lên 40 người là coi chừng là coi như là không thể nào lên được. Chúng tôi thấy chú cũng nói mà nói bập bẹ thôi, chứ qua đó 3 năm cuối cùng về lại Việt Nam bỏ hết quên. Cho nên chúng tôi phải đầu tư thuê trường học, lo tiền lo bạc cho hai chú xuống Sài Gòn học tiếng Anh. Về sau chúng tôi đi đâu có thể là họ những người đó giúp cho chúng tôi. Mà sao khiến tự nhiên lạ nghe, vừa muốn cho đi học như vậy mà ở Việt Nam dạy tiếng Anh, qua bên này nói thành tiếng U. Không phải chê mấy người Việt Nam, qua nói Mỹ không nghe. Chúng tôi cũng lo cái vụ này. Cuối cùng đâu tự nhiên có cái cô có ở bên Colorado có gặp cái chú này. Cô kêu thầy thôi con cho thầy đứa con nuôi từ hồi nhỏ đến giờ đó, thôi cho thầy có đứa con nó về đến đó, nó có thể là nó qua đây lúc nó học lớp 9 Việt Nam, nó qua đây nó học tiếp, cho nên tiếng Việt nó cũng rành, mà bên tiếng Mỹ nó cũng rất là giỏi. Mà chúng tôi đợt này Phật sắp xếp làm sao á, ông đi ông lo giấy tờ, ông vô ông chú vô chú nói hết cho mọi người. Mà gặp cái ông vị thầy đó mà biết tiếng Trung Quốc nhưng mà không biết tiếng Anh, ra trễ máy bay không có ai đưa ra hết, đưa ra rồi đi về hết, ông đứng ông trăng người luôn. Chú này ông giúp hết toàn bộ rồi á, 2 tiếng đồng hồ mới giúp xong. Ông thông minh lắm, ông bấm cái vụ mà tiếng Anh cái nó qua tiếng tàu, ông kia cứ gật, ông thì bấm, ông kia thì cứ gật gật riết rồi ông giúp cho ông kia. Sao biết không, đi đổi vé 5 giờ mà qua tiểu bang khác, ông viết tiếng Anh cho người ta giúp đi một tiểu bang khác nữa. Ông thầy đó ông mừng quá trời, ông mừng mà ông không biết nói gì cảm ơn luôn. Bây giờ ông tiếng tàu không, đâu biết thanh kiều gì đó. Trời ơi, nó kêu chắc Phật dắt ông này đi. Còn một ông nữa, Phật cũng hướng dẫn trợ duyên sao từ ở bên Louisiana, ông lấy xe ông chạy qua tới Seattle 2300 mai. Ông nghĩ ông gặp xong rồi bắt đầu, chú này ông nghĩ là ông đi về lại, ông đi qua chùa chúng tôi xuất gia. Ông thấy chúng tôi đi giảng vậy ông hoan hỷ quá, ông chạy qua Oregon. Ông chạy về bên Chicago 1000 mấy nữa, 800 mấy mai nhé. Ông chạy qua Missouri, ông về Atlanta. Ông chạy tiếp qua mấy ngàn mai, 1000 mấy trăm mai nữa qua cái gì đó, qua Hilton. Bữa nay ông chạy về đây. Ông kia hình như là Phật đẩy xe đi cho nên thành ra cái xe hiệu Quy Đăng là quăng đi á. Ông quá trời cũ luôn rồi mà sao chạy về tới đây, Phật gia hộ không sao hết trơn. Ông về tới chùa của Hòa Thượng Chí Đức kia thôi cúng dường Hòa Thượng luôn. Có phải Phật kêu ông này ông chở hành lý không? Trời chất một xe hành lý. Tối ông ngủ á, ông nằm trên xe ông ngủ chứ không có vô khách sạn. Ông chở đi như vậy có khi 3 ngày ngủ trên xe, toàn là ăn hamburger gì đó không. Thấy tội nghiệp. Cho nên chuyến đi Hồng Pháp này chúng tôi thấy có nhiều kỷ niệm, nhiều cái sự gia trì của Phật quá là vi diệu luôn. Chúng tôi không ngờ hôm nay cái ban tổ chức mà họ có thể dám bỏ tiền thuê một cái rạp hát này cho chúng tôi hát. Không chuẩn bị trước câu này á nha. Không ngờ cái rạp hát này nó nhiều tiền. Rồi không ngờ bữa nay người ta đông như vậy đến nghe chúng tôi hát. Không ngờ. Mà hát nghe cuối buổi chứ không có phải là nửa chừng xuân đi về. Công nhận Phật tử hôm nay rất là ngoan nha, ngồi cuối buổi nha. Khi mình chết có cần làm đám tang hoặc đám vãng sanh không? Mục đích của 3 ngày đám tang để làm gì? Khi mình mất tùy theo cái phong tục ở nơi đó, nếu gia đình mình yêu cầu quý thầy đến tụng thời kinh, hoặc là khi mình mất đám tang nghĩa là quý thầy để làm lễ trùng
làm lễ để phục tang, làm lễ để mình đeo tang, thọ tang, thì tùy nghi theo gia đình, tùy nghi theo quốc độ mình chuyển chuyển cho phù hợp, có cũng được. Nhưng chúng tôi cho chuyện này có cũng được, có những nơi không có cũng không sao. Vì sao? Vì chính là lúc lâm chung người này đi đâu và thọ tướng như thế nào, và người ta có được đi ra, ra đi có được an lạc hay không. Hay ra đi là bị những cái gì? Bị những cái tâm khổ đau buồn phiền, ân hận, trợn mắt mở, hả miệng khổ đau. Cái chỗ này là chỗ quan trọng. Còn đám tang là tùy duyên, được chưa? Tùy nghi. Con muốn tụng kinh Vô Lượng Thọ nhưng quá dài, cho nên con có thể tách ra vài phẩm để tụng thì có lỗi gì không? Không. Hòa Thượng Tịnh Không nói sáng tụng phẩm thứ 6, chiều 32 đến 37 không sao. Hoặc là gì? Một ngày nửa cuốn, tách làm đôi. Như sáng hôm nay chúng ta tụng nửa cuốn không ạ? À? Mai tụng nửa cuốn có lỗi không? Lỗi là mình hỷ bán mới là có lỗi. Còn mình tụng nửa chừng không sao. Phải không ạ? Nếu không có thời gian là sáng phẩm thứ 6, chiều 32 đến 37. Còn không nữa mình chỉ có tụng một phẩm thứ 6 thôi, không có thời gian, rồi niệm Phật cũng được. Còn nếu ai không biết chữ niệm Phật như Ngài Hải Hiền có bản sanh không? Có. Còn không niệm Phật có bản sanh không? Trời ơi, trả lời giỏi quá. À, thưa Thầy, đối với người đã quy y rồi thì phải giữ ngũ giới, không sát sanh như con kiến, con ruồi, con muỗi, con gián, con nhện, là những con thường vào nhà, tuy là sinh vật nhỏ nhưng cũng là con vật có hại cho sức khỏe con người. Như vậy đệ tử giết những con đó khi vào nhà có phạm giới sát sanh không? Có. Có không? Nếu thực sự mình niệm Phật cho nó. Có một cô bên Đà Lạt, quý vị nghe rõ này nghe, chúng tôi kêu cô sửa cái bàn Phật lại, bị cái bàn Phật nó để ngang với nhà bếp kỳ quá, còn cái phòng này nó bị cái cửa thông với nhà bếp. Chúng tôi mới nói nếu cô để cái phòng dưới này, phòng Phật dưới này nó không trang nghiêm, ăn uống rồi sinh hoạt đi qua đi lại trước mặt Phật không tôn kính, cô sửa lại cái phòng này đưa lên trên này cho thầy. Vừa rồi chúng tôi mới qua Đà Lạt ăn vị Phật cho cổ là 3 năm sau, cô sửa mà cô thỉnh ba cái tượng Phật quá trời đẹp rồi. Trời ơi, vô cái bàn Phật lộng lẫy, sáng ngồi niệm Phật nó thanh tịnh, quá trời thanh tịnh. Thì khi bắt đầu cổ sửa, không biết cái con gì nó vô đầy hết trơn, bắt không hết. Nó kêu không hết ha, cổ ngồi cổ niệm Phật, cổ niệm Phật 7 ngày. Tức là cổ để im vậy đó. Tức là phá cái khúc ván nó ra, không biết ở đâu, ở trong cái kẹt nó ra, quá trời bắt sao cũng không hết. Nó kêu rồi, bây giờ cứ giết hoài như vậy biết chừng nào, cổ ngồi cổ niệm Phật 7 ngày nó đi đâu không biết. Cho nên bắt từ từ bỏ ra, không nên giết, dầu con kiến, con dế, con muỗi nó cũng có Phật tánh, đúng không? Thì mình giết nó cũng gì? Cũng phạm tội sát sanh. Không nên giết. Trong cuốn Văn Phát Nguyện Sám Hối của Hòa Thượng Tịnh Không dạy cách sám hối với oan gia trái chủ, đoạn đầu dạy: tôi tên đã tạo tội nhiều vô lượng kiếp, vì cố ý hay vô tình đã làm cho quý vị phiền não đổ luân hồi, nay xin quý vị đừng trả thù tôi. Hãy tu thân tâm lại ra khỏi người tôi nghiệp chướng để cùng tôi niệm Phật A Di Đà. Trước nhất quy y quý vị và niệm 2000 câu niệm A Di Đà và xong đọc kinh và một lần và đọc chú vãng sanh 21 lần. Cứ mỗi lần niệm kinh con có phải đọc như trên hoài như vậy không? Hay chỉ vài lần rồi tiếp tục? Theo như Hòa Thượng dặn cái cuốn sám hối đó, mình sám hối mà để cái tâm mình cảm được với loài súc sanh đó, là phải đọc nhiều lần mới cảm, chứ phải đọc một lần mà cảm với họ đâu. Cho nên cái cuốn sám hối của Hòa Thượng đó chúng ta đọc nhiều lần chứ không phải một lần. Chấm hết. Dạ, thay vì chúng ta cung thỉnh chư tôn đức ni khởi thân để hồi hướng cái buổi thuyết pháp. Nguyện đem tâm đức này hướng về Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 28 tháng 6 năm 2014,
Pháp hội Vô Lượng Thọ niệm Phật A Di Đà hai ngày cộng tu tại miền Nam Cali. Tổ chức pháp hội hôm nay với nhân viên thù thắng, kêu về Phật tử phát Bồ Đề tâm mua tất cả các loài chúng sanh này đem về để phóng sanh. Quý vị bỏ tiền ra mua tất cả các loài chúng sanh này đem về để phóng sanh thì quý vị được công đức tài thí, sanh ra đời nào và hiện đời cũng được đầy đủ của cải vật chất châu báu ngọc ngà. Hôm nay tất cả các loài chúng sanh này được quy y Tam Bảo, sám hối nghiệp chướng và được nghe pháp, quý vị được công đức pháp thí, là hiện đời và sanh ra đời nào quý vị cũng được trí tuệ thông minh sáng suốt. Đáng lẽ chiều hôm nay con chim người ta cắt cổ nhổ lông, chim xào nấu nướng đâu đứng quằn quại sợ hãi rên la. Quý vị mua cái chết này được công đức vô ý thí là công đức ít bệnh hoạn, sức khỏe sống lâu. Đó là 10 công đức trong kinh Đại Tập Kinh Phật có dạy. Này tất cả các loài thượng cầm chúng sanh, loài chim hãy lắng lòng thanh tịnh nghe khi công đức thanh đi khai thị. Trong kinh Đại Tập dạy tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tuy nhiên tánh Phật của các vị do phiền não tham sân si che lấp là đời trước quý vị không biết bố thí cúng dường làm phước tạo nhiều tội lỗi. Cho nên thành ra quý vị phải mang thân lồi xuất sanh, sống chết gửi trên giao thớt, thọ mạng ngắn ngủi. Hôm nay quý vị đủ nhân duyên gặp được Phật Pháp, quý vị nên phát Bồ Đề Tâm quy y Tam Bảo, sám hối nghiệp chướng và phát Bồ Đề Tâm niệm Phật để cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Này tất cả các loài chúng sanh, các ngươi hạ đã sinh tử luân hồi bao nhiêu đời kiếp, vì vậy cho nên trong kinh dạy người chết làm chim chết làm người chết làm dê chết làm người, sinh tử luân hồi bao nhiêu đời kiếp đến ngày hôm nay. Cho nên hôm nay quý vị được cái túc duyên được tham dự cái pháp hội Vô Lượng Thọ cộng tu hai ngày, được khi công đức tăng đi quy y Tam Bảo, sám hối nghiệp chướng và để niệm Phật cho quý vị để thoát khỏi loài xuất sanh. Giờ đây quý vị hãy lắng lòng mình cho thanh tịnh để quy y Tam Bảo và sám hối nghiệp chướng. Dương chi tịnh thị biến sáng tam thiên tánh không bắt đức lợi nhân viên pháp giới quảng tâm viên diệt tội tiêu thiên hỏa diệm hóa hồng liên. Nam mô Thanh Liên Địa Bồ Tát. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Nam mô Thanh Lương Địa Bồ Tát. Ma Ha Tát Bồ Thủy Thủy Giả Bát Công Đức Thủy Tại Thiên Chơn Tiên Tẩy Túng Xâm Nghiệp Cấu Trần Bí Nhập Tỳ Lô Hoa Tạng Giới Khá Trung Vô Xứ Bất Siêu Luân Thủy Bất Tẩy Thủy Diệu Cực Pháp Thâm Cầm Bất Nhượng Trần Phản Tác Tự Kỷ Nguyên Trừ Nội Ngoại Đảng Địch Đàn Tràn Lái Vô Mộng Nhiên Tác Dương Xuân Khiến Ế Ba Nhi Thành Tịnh Độ Sở Vị Đạo Nội Ngoại Trung Gian Vô Trực Quế Thánh Phạm Vô Hiệp Tổng Thanh Lương Bồ Tát Liễu Đầu Cam Lồ Thủy Năng Linh Nhất Bích Biến Thập Phương Tinh Chiên Cấu Ế Tặng Quy Trừ Phổ Sái Pháp Duy Phát Thanh Tịnh Này Chúng Hữu Tình Bạc Nhất Thiết Nghiệp Chứng Đắc Sanh Căn Bản Tịnh Độ Đà La Ni. Nam Mô A Di Đà Bà Dạ Đà Ta Dạ Đà Dạ Đà Di Đà Na A Di Đi Đô Mà Tì Cam Ba Tì A Di Đi Đà Tì Ca Lan Đế A Di Đi Đà Tì Ca Lan Đà Dạ Di Nì Dạ Dạ Na Chí Đà Lệ Ta Ba ly dục chúng tôn quy y tăng chư chúng chúng tôn tất cả các loài chúng sanh này đã quy y Phật rồi đã quy y pháp rồi đã quy y tăng rồi quy y Đức Phật A Di Đà với pháp danh Diệu Âm chúng sanh đã tạo các ác nghiệp đều từ do vô thủy tham sân si từ thân miệng ý phát sinh ra tất cả chúng sanh sinh sám hối Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát Ở phương Tây thế giới an lành là con này xin phát quyền vạn sanh đừng từ bi tiếp độ Nam mô Tây Phương Cực Lạc là thế giới đại từ đại
Yeah.